Xin chào tất cả mọi người của VCVN. Thì hôm nay mình học về cái filter này. Filter này không có mới là gì bao nhiêu nhưng mà nó rất là hữu ích, là cái liquify. Liquify thì thường là mình dùng để mà mình làm portrait nhiều hơn, nhưng mà không có nghĩa là mình không có làm mấy cái khác được. Ok, thì cái liquify, ok, trước nhất cái là nó nằm ở trong cái filter. Ok, rồi nó nằm ở trong cái liquify là cái này. Ok, thì cái này nó là cũng là một cái dạng của warping. Nhưng mà nó warping rất là đặc biệt. Tại vì nó chuyên trị những cái free freehand warping. Warping thường là người ta dùng để mà sửa mặt, sửa mũi, sửa mắt. Ok, sửa môi, sửa cằm, rồi sửa tay chân, làm cho nó uốn xuống hoặc là làm cho nó mập ra hoặc là whatever you want to do. Vì nó là warping thôi mà, nó là free free warping. Tí nữa hiện sẽ giải thích những cái công cụ mà nó có thể cho mình làm được. Thì cái này nó, nếu mà mình biết dùng và mình dùng vừa phải thì nó rất là hữu ích cho cái tấm hình của mình. Ok, đó là một trong những cái công cụ rất là hữu ích của Photoshop. Thì trước nhất á, bây giờ mình sẽ load cái tấm hình trước. Ok, thì hiện đang một tấm hình, phải đi tìm nhảy tùm lum như mày, come on. Okay. Vào exercise này, chọn cái này, right. Hôm nay hình chỉ xài một tấm hình thôi. Thì again, hình muốn cảm ơn chị Nina đã đồng ý cho hình và PSCVN xài những cái tấm hình của chị. Thật ra hình cũng kẹt, cũng không có hình để mà làm. Vì cái tấm hình này ở cái caveat đầu tiên là cái tấm hình này không cần phải sửa liquify, ok, nhưng mà tại vì những cái tấm hình chị đi nào cho tấm nào cũng đẹp sẵn rồi nên không cần sửa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể xài cái tấm hình này để mà demonstrate những cái idea phía sau của cái liquify. Ok, thì hôm nay hiện sẽ xài cái này để mà sửa một số, show quý vị cái cách xài đó. Rồi hiện sẽ show quý vị một cái chức năng tương tự ở trong cái nhớ nhớ cái neural filter lần trước thì muốn show, hiện show quý vị một cái chức năng trong đó tương tự như là liquify, nhưng mà không phải, nhưng mà cái end result là nó cũng là sửa mặt, sửa sửa đại khái về đó. Nó rất là hay mà mình chẳng có cần phải biết xài gì hết trơn. Okay. Thì cái neural filter nó có những cái chức năng đó. Và thêm một cái nữa là có một số những cái liquify sửa mà nó predictable đó, thành ra mình có thể là mình dùng nó repeated. Ví dụ như là mình có một người mẫu, mình đi chụp 100 tấm hình của người mẫu, đúng không? Thì người mẫu là cùng một người chẳng hạn. Mà thí dụ như mình nhìn người mẫu, mình nói ok, cái mặt cô này ốm quá, muốn làm cho nó lớn lên một chút, hoặc là cái mặt cô này hơi tròn, làm cho nó dẹp xuống một chút. Thì nếu mà mình dùng cái liquify mà predictable đó, thì mình có thể làm cái action cho nó chạy rất là lẹ. Thì nó chỉ chuyên sửa, nhưng mà những cái tấm hình mà khác nhau thì mình không có repeat được. Okay. Thì đó là những cái. Rồi, trước khi mà mình nói tới này đó, cho những cái quý vị nào mà chưa có bao giờ xài cái liquify, thì một cái qualifier là cái liquify này nó rất là cần GPU, ok, gọi là graphics processor. Thì nếu mà quý vị không có graphics processor nào hết đó, đa số những cái PC của mình hiện không có biết về Mac, nhưng mà những cái PC đó thì dù cho nó có built-in processor như của Intel chẳng hạn, ok, thì nó vẫn là có processor, nó vẫn có GPU như thường, thì mình vẫn xài được.
Nhưng mà nếu mà quý vị mà không có cái gì hết đó, có những cái thứ mà nó quá economy thì quý vị may run into problem. Không có GPU thì thằng này sẽ không chạy được. Thì cái GPU là cái gì? Thí dụ như đây này, vào trong cái help right? Bấm GPU compatibility thì nó sẽ nói cho quý vị là quý vị có graphics không. Thì cái hai cái quan trọng là cái OpenGL với CL là hai thằng này. Với là cái thằng thứ ba này, cái DirectX mà không có là không có xài được. Thành ra mấy thằng này là cần phải có, lúc đó cái Liquify nó mới work. Nếu mà quý vị mà run mà Liquify nó không chịu chạy đó, thì thường là the most immediate problem là tại quý vị không có GPU. Okay, thì tới lúc đó thì một là quý vị không xài được, hai là quý vị phải nghĩ cách là get một cái computer hoặc là get một cái graphics card để cho nó giúp cho quý vị làm cái này. Nhưng mà thường là hiếm khi mà quý vị không xài được lắm. Cái này. Ok. Rồi. Thì bây giờ nói quá trời rồi, vẫn chưa show quý vị cái filter đó như thế nào, nó làm được cái gì đúng không? Nhưng mà từ từ, từng step một. Thì giống như y như là những cái workflow của mình bao giờ mình cũng xài đó, là mình sẽ make một cái copy đúng không? Là mình vào Control J để mình copy cái này. Rồi theo cái workflow mà mình thường làm đó là nhất là cho những cái quý vị nào mà save cái này đó, ở dạng PSD với PSB rồi sau này trở lại sửa trong cái dạng đó thì nó rất là quan trọng là quý vị phải name cái naming convention. Cái này là in try to cho quý vị ôn lại những cái work process, những cái thought process, thì mình sẽ double click vào cái này, mình đặt tên cho nó để mình trở lại mình nhớ là cái layer đó nó làm gì đúng không. Thì trong trường hợp này mình làm cái gì? Mình làm liquify đúng không? Thành ra mình có thể đặt tên nó như vậy để mà mình nhớ. Ok. Thì cái này là cái step. Thì bây giờ nè, cái liquify này là một trong những cái filter. Ok, không phải là cái filter nào cũng làm smart object được hết. Nhưng mà trong cái trường hợp này mình làm được smart object. Okay, tức là cái liquify filter này nó support. Thì như là hiện nói tuần trước hoặc là những cái tuần trước nữa đó, mình muốn dùng smart filter khi mà mình xài filter, smart object khi mà mình xài filter, tại vì mình đổi ý mình có thể trở lại mình sửa. Nếu mà quý vị mà chỉ xài filter mà không có smart object thì quý vị đổi ý quý vị phải phải bỏ cái layer đó làm lại cái layer mới, nó hơi mất công. Ok, nó sẽ gián đoạn. Nhất là quý vị sửa 10 thứ mà quý vị chỉ không có vừa lòng một thứ, chẳng lẽ bỏ cái chính cái thứ cái kia mà quý vị đã làm được rồi hay không? Thành ra nó rất là lợi. Thành ra the first thing we would do after mình make một cái copy là mình sẽ right click vào cái layer này. Right, rồi mình nói là convert qua smart object. Ok, thì thằng này nó convert qua smart object, nó có cái chữ S bự đây là tức là smart object. Thì bây giờ mình có thể vào trong liquify để mà mình sửa nó. Mình đổi ý mình có thể sửa lại được. Ok, thì cái đó mình nói nhiều lần nhưng mà nó rất là quan trọng, concept rất là dễ hiểu, nhưng mà cái lý do mà Hiền nói lui nó lại tại vì it took me a while to appreciate. Dù people nói là hey, nên xài smart object mà mình nói why stupid you don't need to, nhưng mà phải có lý do chính đáng quý vị mới xài. Rồi bây giờ mình vào trong filter thì bây giờ mình bắt đầu mình activate liquify đúng không. Thì mình có thể nhớ cái shortcut mà có ba cái là khó nhớ quá, hiện không cần vào trong menu này nè, bấm liquify. Vì cái khi mà cái liquify nó activate đó, nó sẽ launch quý vị vào trong một cái dialog box riêng của nó. Cái này thì thật ra cũng không có complicated lắm, nhưng mà nếu mà quý vị thấy lần đầu quý vị thấy nó có thể là nó overwhelming, you don't know what to do đúng không. Thì
Bây giờ cho anh hỏi, trong trong cái số của mình mà có mặt hôm nay đó, có ai chưa có bao giờ xài liệu phải biết là Huy Hồ chưa phải không? Dạ Chưa, Ly còn chưa xài, anh Ly cũng chưa Hiền. là Dạ xài. dạ Rồi những người khác thì xài nhiều hay ít, có rành nhiều không hay là tôi cũng chưa xài anh Hiền, tôi cũng chưa bao giờ xài. dạ không có Nina rành đâu anh Hiền ơi. dùng size để mà bó khuôn mặt với là bó eo. Vâng, ok, như vậy thì chị Nina có vẻ như là rất khá. Mọi người thì có một số người đã xài rồi nhưng mà không biết xài cái gì, mà thường là mình ok, thành ra tốt. Hiền sẽ nói rất là căn bản, tức là từ đầu, thành ra quý vị mà đã biết rồi thì consider là ôn lại. Ok, còn những người chưa biết thì sẽ biết. Ok. Thì bây giờ đó, trước nhất á, nó có phía bên trái là nó có những cái này. Thì tí nữa Hiền sẽ nói từng cái một, nhưng mà nó cái này anh nôm na mình có thể gọi nó là những cái tools, những cái công cụ để mình làm bên này. Còn bên này là những cái option mà mình có thể làm được. Thì nó không có hoàn toàn là chia ra bên trái bên phải, nhưng mà đại khái là mình có thể nôm na mình nói như vậy. Một bên là cái công cụ, còn một bên là những cái option của những cái công cụ. Ok, nên mình sẽ là tấn công về phía bên phải trước. Ok, thì có thể là cái của quý vị nhìn không giống như cái của Hiền, tại vì cái này nó cho mình, khi mà quý vị nhìn cái tam giác mà có cái một cái cạnh nhọn nó chỉ xuống dưới đó, có nghĩa là cái này nó đã được expanded rồi. Ok, khi mà quý vị thấy mình bấm một cái thì mình abbreviate nó lại, tức là mình làm cho nó ngắn gọn lại, thì cái hình tam giác cái cạnh, một cái cạnh nó chỉ qua phía bên phải, tức là quý vị nhìn như vậy đó là quý vị biết là nó đã, nó có chi tiết mà nó giấu phía sau. Ok, đây nè, thì tùy cái này đó nó sẽ nhớ những cái gì quý vị làm lần trước, thành ra đó sau khi mà mình đụng tới cái này rồi đó, mỗi người cái control nó đều khác nhau hết, tại vì nó nhớ những cái gì mình làm trước đó. Ok, thành ra nếu mà quý vị thấy như vậy á, don't panic, nó không có giống với Hiền. Nếu mà thấy nó khác một nửa thì don't panic, tại vì mỗi cái option nó mỗi khác, đúng không? Hiền xài lâu quá rồi, Hiền cũng không có nhớ default là như thế nào. I don't even know. Thành ra Hiền phải nói chung chung vậy thôi. Đấy. Ok, rồi. Thì bây giờ nè, cái đầu tiên đó là cái Brush Tool Options. Ok, thì mình bấm vào cái tam giác thì nó sẽ hiện ra. Thì cái này đó, trước nhất là quý vị phải có chọn một cái Brush Tool thì cái này nó mới là Activate. Ok, ngay bây giờ là Hiền click vào cái đầu tiên là cái Forward Warp Tool, tí nữa mình sẽ nói về cái đó. Cái Forward Warp Tool này là cái tool mình xài nhiều nhất. Ok, thì nó cho mình là mình có thể đổi size ở đây. Quý vị thấy thấy nó nhỏ không? Thì bật nó qua lớn, nó lớn lên không? Thấy nó lớn lên không? Đó. Nhưng mà cái này, tại vì nó cũng là Photoshop, thì mình thấy vì mình control cái size đó thì mình vẫn xài cái square bracket. Ok, để mà làm nhỏ hoặc là làm lớn, đúng không? Này, standard Photoshop. Rồi, thêm một cái cách nữa, này là hình show quý vị lâu lắm rồi, không biết quý vị có nhớ không? Một cách mà để mà điều khiển cái size của cái cọ là mình hold down cái on and key, rồi mình bấm cái right mouse, bấm rồi mình hold nó, mình đẩy nó qua bên phải thì nó lớn, đẩy nó qua bên trái thì nó nhỏ. Còn cái màu đỏ là cái hardness mình cũng có thể control, nhưng mà trong cái này thì mình không có control được. Nhưng mà thường là ở ngoài cái liquify thì mình có thể control cái hardness luôn. Ok, thành ra mấy cái đó nó work hết. Work hết. Cái density với cái pressure nó tương tự như là cái opacity với là cái flow của cái brush ở ngoài, thì mình có thể control cái đó được. Còn cái rate đó, nó chỉ work khi nào quý vị có tablet thôi. Ok. Rồi. Rồi chỉ có một cái mà mình cần phải nhớ đó là cái pin edges này. Ok. Cái này có nghĩa là sao? Có nghĩa là vậy nè.
Khi mà quý vị mà warp mấy cái này đó, mình dùng nó, thí dụ mình đẩy này, thí dụ hiện đẩy. Ok. Quý vị thấy là nó có cái này không? Ok, trước nhất là ở dưới này là bây giờ hiện chậm xuống. Cái này nó gọi là show cái backdrop. Ok, thì show backdrop là làm sao? Hồi nãy là mình có hai cái layer đúng không? Một cái layer gọi là cái gì? Background đúng không? Một layer gọi là background. Và một cái layer gọi là liquify. Hồi nãy hình rename nó. Vì nhớ không? Thì mình có thể chọn cái backdrop là cái layer nào. Nếu mà hai cái mà giống y như nhau đó, mà thường là 99% of the time là hai cái nó giống y như nhau, thì cái mà mình làm đó, thì sau khi mình làm cái liquify nó sẽ khác, nhưng mà trước đó nó giống. Thì khi mà mình mà chọn như vậy á, all layer hay là background hoặc liquify, và cái mode behind hay là in front hay là blend đều giống y như nhau, thì mình không care. Ok, thì đó cái opacity là mình có thể là show này. Trước khi mình sửa nè, sau khi mình sửa nè, ok, đều như vậy hết. Mà mình mà không có muốn nó show gì hết á, thì mình bấm unclick cái show backdrop, thì mình sẽ thấy được cái ảnh hưởng của cái cỏ của mình làm real time. Okay. Nếu mà hiện làm mà nó móp như vậy mà ở mấy cái edge á, thì chuyện gì xảy ra? Khi mà hiện làm mấy cái edge này mà nó bị, thì cái này nè là nó mất chi tiết. Ok, mà nếu mà quý vị muốn cái computer mà nó tự động nó làm cho quý vị, thì quý vị bấm cái pin edge này, thì nó sẽ tự động nó fill cho quý vị. Ok, nếu mà quý vị không muốn thì quý vị ấn click nó thì nó sẽ không có fill. Thì mình làm như vậy mình biết là mình phải sửa nó, chứ không thôi nó lủng lộ. Ok, mà có cái backdrop thì làm sao nó show mình cái trước với cái sau. Ok, mình mà muốn show nhiều hay ít á, mình thay đổi cái opacity để mình coi coi cái trước với cái sau, thì nó hơi khó nhìn, nhưng mà you can see it. Để mà mình so sánh là mình sửa cái gì rồi. Ok, rồi like anything mình có thể control Z để mà mình go back. Cái này nó không có cho mình cái reset hay là có. Ok, thật ra nó có show quý vị. Bây giờ nè, again mình jump ahead, tí nữa mình sẽ trở lại. Cái brush reconstruct option này, nếu mà quý vị mà làm mà sai quá đó, cái banh quá, thì quý vị có thể bấm restore all, thì nó sẽ trở lại nguyên thủy trước khi quý vị sửa. Nhưng mà be careful, quý vị làm như vậy thì bao nhiêu cái work của quý vị làm so far sẽ bị mất hết. Và mình restore everything. Nếu mà muốn restore một step thôi, làm control Z. Ok, từng step một. Nó sẽ nhớ bao nhiêu step đó, hiện nhớ thường mấy chục cái step. Mình cứ keep on control Z, mình sẽ trở lại. Ok, rồi, có ai có câu hỏi nào không? So far so good đúng không? Ok, rồi bây giờ hiện sẽ là mình làm xong cái brush tool rồi, thì mình sẽ tắt cái thứ nhì. Là cái này là một cái hay nhất của cái này, mà cái liquify tool này đó là không phải lúc nào nó cũng có cái này đâu, như vậy khoảng chừng 2 hoặc 3 năm trước đó là Photoshop nó mới add cái này. Thì cái này rất là powerful, powerful và nó rất là safe, và nó cho mình sửa. Trước nhất là nó sẽ automatically identify cái mặt. Nếu mà mình có một tấm hình có ba bốn người, nó sẽ identify ba bốn cái mặt. Trong cái thí dụ này chỉ có một người thôi, thành ra nó sẽ detect cái mặt. Ok, thì nó cho mình sửa mắt. Ok, trong cái mắt đó, nó cho mình sửa eye size, eye height, eye width too. Và khi mà quý vị mà muốn nhìn ở bên này đó, quý vị bấm cái face tool này nè. Cái đây là cái đầu tiên hiện sẽ nói là cái face tool. Khi mà cái này nó hiện ra, quý vị thấy không? Quý vị hover chỗ nào thì nó nói là muốn move eye nè, muốn làm cho eye lớn hơn nè, cái eye size nè.
rồi muốn làm cho I wish đại khái đó, làm từng cái eye một, làm cái lỗ mũi, làm cái trán, làm cái face wish, ok, làm cái cầm, cái jawline, và đây là cái cầm, cái jawline là cái cầm, cái này là cái gì, cái này là cái cầm đúng không, chin là cái cầm, còn cái này là cái gì, cái jaw tiếng Việt là gì quý vị không biết hả? Dạ, có nhiều tiếng Việt mình không biết lắm. Ai cái hàm không Cái anh? hàm, yeah, thank you. Okay, very good. Ok. Thì quý vị thấy á, mình có thể sửa ở đây bằng cách mình kéo thôi. Đẩy mình kéo là được nè. Ok, thí dụ như Hiền muốn cái mặt nó ốm hơn. Thì Hiền nắm cái này mình kéo. Thì cái mặt nó ốm hơn. Mà quý vị nhìn đấy nè. Ok, quý vị thấy nè, cái face width bên này nè. Ok, lúc mà mình kéo bên này bên kia nó sẽ react, tức là hai thằng này là nó là một, nó chỉ có hai cách để cho mình làm. Một là mình làm mấy cái số này với là mấy cái dial này, hai là mình qua phía bên trái này mình làm lấy bằng cái này thì nó sẽ reflect. Ok, vậy hiểu what's going on gì? Tức là nó cho mình hai chỗ để làm. Thì Hiền mới bấm Control Z thì Hiền reset. Thì cái đó là cái cách, cái này á là thời xưa đó khi mà Hiền làm Liquify mà nó chưa có cái này đó. Thì đôi lúc mà mình làm cho bà xã là chính đấy. Thì đôi lúc á, mình bóp cái mặt giỏi đến cái độ mà bà nói nhìn vô không có giống mình chút nào hết trơn là làm thành ra cô khác rồi, thành ra bà hay la mình về cái vụ đó, mình làm mạnh tay quá, mình đã thay đổi cái bộ mặt hoàn toàn. Mà không phải một mình Hiền nữa nha, có một lần bà sợ về Việt Nam đi vào tiệm chụp hình xong rồi thì không có cần hỏi nó vô Photoshop nó sửa, trời ơi, nó in ra. Bà mang về mười mấy tấm hình không có tấm nào giống bà hết trơn á. I couldn't even recognize nó sợ quá. Thành ra không phải một mình Hiền làm. Cái hay của cái này đó, ok, là mình sửa cái này đó là nó có chừng mực, tức là mình sửa đó là nó vẫn giữ cái proportion. Ví dụ như mình kéo cái má má bên phải mà mình không kéo cái má bên trái, hoặc là mình kéo má bên phải nhiều hơn má bên trái chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi bộ mặt. Nếu mà mình dùng cái này đó thì nó làm giống như là mình ốm hơn hoặc là mập hơn thôi, nhưng mà nó vẫn có ok một số control, thành ra cái mặt của mình tuy là mình làm ốm hoặc là mình làm mập hoặc là mình thay đổi cái mũi cái đồ, nhưng mà người ta vẫn nhận ra đó là cái người đó. Nó hay là hay cái chỗ đó. Và thêm một cái hay nữa là quý vị có thể đổi mấy cái này, ok, xong rồi đó, nếu mà mình dùng action thì nó sẽ nhớ nhớ cái này là lần sau mình làm thì nó vẫn vô nó sửa cái mặt giống y như vậy. Thêm một cái nữa quý vị thấy là bây giờ mình nói về cái face này rồi đúng không, tí nữa mình sẽ cho quý vị thêm một số thí dụ, nhưng mà bây giờ mình muốn move on là the next one, nó gọi là load mesh option. What is mesh? Có phải bị echo không ạ? Hello? Mấy anh chị có nghe nó bị echo không? Vị chị. Dạ, Nina nghe. Chị nói rất là khó nghe, mình nghe được chữ được chữ không không. Dạ, Nina nghe anh nói là bằng bằng Hiền bị echo hả? Hay chị bị? không, Chị bị anh bị echo đó, chứ Nina không phải anh Hiền đâu. chứ không có bị echo. Anh Hiền nói thì nghe rõ lắm mà chị, mỗi lần chị Nina nói thì bị echo. Tại chị Nina xài hai cái máy, chị phải là mute một cái máy hoàn toàn, chứ không thôi nó sẽ bị echo. Ok. Rồi. Thì mình tới đâu rồi? Chị Nina hỏi gì chị Nina? Dạ không, dạ, nên em nói Ok.
Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái mesh. Cái mesh là làm sao? Bây giờ này quý vị thấy là cái show mesh này nè. Okay. Cái show mesh này á. Ok. Chị Nina bây giờ chị mute cái máy của chị đi. Ok, rồi, như vậy thì nó sẽ không có bị echo. Ok, khi mà mình bấm show mesh, ok, thì nó sẽ hiện ra cái grid. Các bạn có thấy grid này nổi không? Nó hơi nhỏ. Thì mình nó còn mình có thể đổi nó nhỏ hơn cũng được nữa. Hoặc là medium, nhưng mà hiện tại là cái bự nhất rồi mà nó vẫn còn tương đối rất là nhỏ. Hoặc là cái medium dễ thấy hơn. Okay, thì quý vị thấy cái mesh này là cái gì? Là cái computer, cái Photoshop nó đâu có nhìn thật sự nhìn cái tấm hình mình được đâu, đúng không? Nó nhìn qua một cái cặp mắt khác, tức là nó phải chia ra những cái grid này để mà nó biết là cái chỗ nào bị thay đổi. Thành ra đó, khi mà mình bật nó lên thì mình sẽ biết là nó thay đổi ở chỗ nào. Ok, nhưng mà thường là hiện hay tắt nó tại vì nó quá busy đi. Ok, nhưng mà nếu quý vị muốn thì quý vị bật. Thì cái mesh này á là một khi mà mình sửa rồi á thì nó sẽ bị méo đây nè. Ví dụ như hiện tới chỗ này đúng không? Rồi dùng cái cọ hiện kéo nó méo như vậy. Ok, thì quý vị thấy là cái mesh của nó là nó bị thay đổi nè. Đúng không? Thì cái thằng này nó sẽ nhớ là cái mesh này nó bị thay đổi như vậy. Thì mình có quyền là mình save cái mesh đó. Rồi mình có quyền mình load nó vào cho một cái tấm hình khác để mà mình reuse nó. Nhưng mà với điều kiện là quý vị thấy obviously là cái tấm hình quý vị phải là identical. Ví dụ như quý vị chụp 10 tấm hình background giống y như nhau, chỉ có người mẫu thay đổi một chút thôi. Thì mà mình muốn sửa cái background thì mình có thể sửa xong mình save cái change. Thì sau đó mình có thể apply cho một tấm hình khác. Ok. Quý vị hiểu cái mesh idea không? Nhưng mà thường đó, 99% of the time we don't use it. And quý vị don't worry. I just explain to you. Xong rồi. Theo quý vị là forget it. Ok. Không có cái mesh thì mình thấy như vậy nó sẽ bị distorted. Ok. Rồi, bây giờ anh sẽ control Z reset nó, đúng không? Rồi, bây giờ cái idea của cái mesh là như vậy đó. Rồi, bây giờ cái mask option. What is mask? Okay, rồi bây giờ hình sẽ introduce quý vị hai cái tool bên phía bên trái. Cái tool thứ nhất nó gọi là freeze mask tool. Okay, và cái thứ hai là thaw mask tool, tức là một cái freeze, một cái thaw. Okay. Lý do là sao? Ok, lý do là vậy nè. Thí dụ như là hiện muốn sửa cái áo này. Ok. Hiện có cái warp, forward warp nè. Okay. Mình sẽ nhắc lại cái này. Nhưng mà hiện muốn sửa cái áo này. Hiện nắm, hiện kéo nó. Right. Thí dụ vậy. Thì quý vị thấy chuyện gì xảy ra? Nếu mà mình không có cẩn thận á, thì cái đứa vô tội nó cũng bị họa lây luôn. Cái mailbox bây giờ nó méo xẹo, cái cột nó cũng méo luôn. Đúng không? Thành ra như vậy là fail rồi. Mà cái này đó, khi mà quý vị chụp người mẫu mà đứng trước một cái tường mà có pattern này nọ, hoặc là có những cái cây cột, cái đồ đó mà quý vị mà bóp người vô thì mấy cái cây phía sau nó sẽ bị méo. Mà méo như vậy thì người ta biết là mình sợ rồi, đúng không? Đó là fail, đúng không? Thì thằng này nó cũng biết là cái problem của người ta có như vậy.
Thành ra nó sẽ cho mình một cái chức năng là freeze, đúng không? Thì bây giờ nếu mà Hiền không muốn cái mailbox với cái cột nó méo thì Hiền freeze, right? Thì Hiền vào trong cái freeze này. Hiền sẽ paint nó. Okay. Hiền sẽ paint cái này và cái đường thẳng này. Ok, tức là Hiền không có muốn cái phần nào mà Hiền paint đỏ là nó không có bị ảnh hưởng gì hết khi mà mình kéo, khi mà mình distort. Đấy, thành ra bây giờ mình vào mình distort nào. Cái forward warp á, là quý vị thấy nó có cái vòng tròn không? Quý vị đẩy nó đi đâu? Bao giờ đó cái tool, liquidify tool này bao giờ là cái mạnh nhất của nó cũng ngay ở chính giữa. Đấy, rồi chung quanh nó nhẹ đi. Nhưng mà cái chính giữa là cái mà mạnh nhất. Okay, thành ra nếu quý vị muốn distort mà nhanh nhất là quý vị bỏ cái cọ ngay mía đồ rồi quý vị kéo này, thí dụ này kéo nào. Quý vị thấy không? Thì bây giờ đó mình kéo xong rồi mình dùng cái thaw mask vậy mà mình xóa cái này. Ok. Thì cái phần mà mình không không có paint đó, thì nó sẽ bị distort, nhưng mà cái phần đường thẳng này nè, nó vẫn thẳng bon. Okay. Rồi nếu mà mình thật sự là mình mà muốn mà kỹ, mình có thể làm cái cọ nhỏ, mình có thể làm cái này đó. Ok, nhưng mà làm thẳng lại khó lắm. Nhưng mà rồi bây giờ Hiền sẽ introduce thêm cho quý vị là cái này là cái reconstruct tool. Ok, và một cái bên cạnh nó ở dưới nó gọi là smooth tool. Reconstruct là làm sao quý vị? Reconstruct đó, tức là quý vị đổi ý. Ví dụ như quý vị nói tôi mạnh tay quá, tôi muốn đổi ý, tôi sửa lại một chút. Thì Hiền bấm cái reconstruct tool, đúng không? Hiền vào đây nói tôi đẩy hơi nhiều, bây giờ tôi muốn sửa lại. Thì bây giờ đó mình vào đây mình quẹt thì nó sẽ reconstruct một chút, nhưng mà nó vẫn là còn một chút, đúng không? Nếu mà mình quẹt nhiều hơn nữa thì nó sẽ reconstruct more, đúng không? Nếu mà mình quẹt nhiều thiệt nhiều tới lúc mà nó hoàn toàn nó trở lại. Để thành ra nó cho quý vị reconstruct lại cho nó good, đúng không? Rồi bây giờ hiện đẩy nữa nè. Ok, ví dụ như hiện đẩy như vậy. Ồ, không phải đổi nó qua cái forward thì mình mới đẩy được, đúng không? Bây giờ hình đẩy nè. Ok, nhưng mà cái problem là hình quên làm cái thaw mask, đúng không? Cái freeze mask. Rồi hình cũng có thể dùng cái reconstruct để mà cứu cái thằng méo mà mình hôn nó méo. Ok, tại vì mình xài freeze thì mình vào đây mình có thể reconstruct. Sorry, phải đổi qua reconstruct. Thành ra hiện có thể reconstruct những cái phần mà hiện không có muốn nó bị. Vì thấy không? Ok. And that is another way for you to recover. Vì thấy hiện làm gì không? Ok, tức là bên này nó vẫn bị, tức là mình không có xài cái freeze, mình vẫn có thể sửa được. Rồi quý vị thấy là cái phần này nè, ngay chỗ này là nó hơi bị cong cong, đúng không? Nó thẳng. Tại mình kéo nó, mình không kéo thẳng. Thì cái tool thứ nhì, cái smooth tool nó giống như reconstruct tool nhưng mà nó yếu hơn. Nó design để mà ví dụ như những cái đường thẳng mà nó không có thẳng thì mình sẽ chà nó. Mình chà những cái đường thẳng mà nó không thẳng thì nó sẽ thẳng hơn. Ok, tức là you cứu nó, tức là mình tìm cái sự sống trong cái sự chết của anh sĩ này nói. Thành ra nếu mà you biết xài những cái thua này thì lúc này đó cái
liquefy tool you know actually helpful, đúng không? Tức là you can actually do it, mà nếu mà quý vị làm kỹ một chút xíu, đây này, ví dụ như đây, cái này nó hơi méo nè, hiền sẽ chà nó, chỉ có chỗ đó thôi, thì cái thằng nó được thẳng, mấy thằng kia nó vẫn là distorted, tức là mình bóp. Thật ra chị Nina tương đối khá ốm, không cần phải bị bóp, rồi cho nó ốm hơn, nhưng mà thí dụ thôi ha, là cần bóp chẳng hạn, thì mình có thể bóp được, nhưng mà mấy cái kia nó bị méo, mình có thể sửa cho nó thông, quý vị hiểu không? Thì sửa hai cách rồi, phải không? Một là mình dùng reconstruct, hoặc là mình dùng cái smooth, hoặc là cả hai để mà mình sửa. Hai là mình dùng cái freeze tool, freeze mask, để mà mình protect những cái gì mình không muốn nó cong. Okay, you get the idea. Tức là mình làm xong rồi mình có thể sửa được. Again, mình cũng vào đây mình sửa được. Nhưng mà cái thằng straighten đó, nó yếu lắm. Nếu quý vị muốn sửa nhiều á, quý vị dùng cái reconstruct. Okay. Dùng sửa cái này nè, reconstruct. Đúng không? Nhiều ít là tùy quý vị. Okay, thí dụ như vậy. Thì bây giờ nè, cái show backdrop, quý vị bật nó lên á, quý vị thấy khó thấy lắm, nhưng mà kia, yeah, cái này là after, cái này là before, after, before. Đấy, mình dùng cái này để mà mình coi nào. After, before. Và như chị thấy là mình sửa rất là nhiều, nhưng mà mấy thằng này nó không công gì hết trơn. Nếu mà quý vị không biết là trước kia mình đã sửa rồi thì nó look pretty good, đúng không? Mình làm cẩn thận hơn, nobody will ever know that you actually fixed it. That's the idea. Thì mình càng thực tập thì mình càng giỏi, mình làm mà người ta không biết mình làm. Hoặc là người ta biết mình làm mà người ta không có biết là mình làm ở đâu. Thì đó là lúc đó là thành công. Okay. Nói thì dễ nhưng mà rất là khó, đúng. Rất là khó. Nhưng mà cái idea là mình sẽ tận dụng hết những cái tool này. Ok, mình tận dụng những cái tool này. Chị Nina có recording phải không chị Nina? Hiền quên record này. Dạ có anh. Ok, vậy sau khi hết rồi, nhờ chị khi nào chị rảnh chị gửi cho Hiền cái video nha. Cảm ơn chị, sorry. Hiền send up mà quên bấm, excited quá, quên bấm record. Ok, very good. Nhờ có chị... chứ không thôi là mình cũng là cười ngất nhiều lần lắm rồi. Ok, rồi bây giờ đó, vậy là Hiền nói là gần như hết rồi, chỉ còn ba cái mà chưa nói thôi, ba cái tool mà chưa nói. Ok, là cái tool gì? Actually ba hoặc bốn cái cũng còn nhiều. Thì bây giờ đó mình đã nói gì rồi? Mình đã nói forward warp rồi đúng không? Forward warp là mình đẩy đâu nó đi đó thôi. Đẩy đâu nó đi đó thôi. Ok. Rồi cái thứ nhì là reconstruct tool đúng không? Là mình làm xong nó méo quá thì mình sửa lại sơ sơ, mình làm từ từ. Thì mình bóp thiệt mạnh rồi mình back off để cho nó look more natural. Còn cái smooth tool đó, nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó fine tool, nó chuyên môn trị những cái đường thẳng mà nó không chịu thẳng. Sau khi mình bóp nó méo rồi thì mình có thể làm cái cọ nhỏ xuống, mình sửa cho những cái đường thẳng nó thẳng lại. Ok, tại mình bóp nhiều quá nó méo. Ok, rồi cái tool mà Hiền đã nói luôn là cái freeze mask, tức là nếu mình muốn protect nó trước khi mình làm thì mình protect nó trước, mình sơn nó thì mấy cái đó nó sẽ không có bị, đúng không? Và mình có thể xoa nó, nếu mà mình đổi ý mình có thể xóa bớt cái phần freeze mask đi. Ok, rồi hồi nãy mình đã nói về cái face tool rồi đúng không? Mình bấm thì mình sẽ thấy mấy cái này, nếu mà mình không bấm thì mình sẽ không có thấy. Ok, cái thói quen của Hiền là bao giờ nó Hiền xài xong rồi Hiền cũng trở lên cái forward warp hết,
là kiểu như là một cái sự khởi đầu, bao giờ mình cũng start ở đó hết, rồi lúc đó mình mới bấm mấy cái khác, thì trong cái đầu mình sẽ không bị confused. Ok rồi, bây giờ có một cái tool nó gọi là tool clockwise. Cái này nó ít khi nào xài lắm, nhưng mà nó available. Nó làm sao quý vị? Là nó sẽ cuộn tròn lại. Okay, tức là ngay ở chính giữa nè, mình có một cái tool, nó là cái brush đúng không? Mình để ngay chính giữa nè, bây giờ hiện bấm cái mouse rồi hiện giữ cái mouse thì nó sẽ twist clockwise. Cái này mà quý vị có nước mà quý vị muốn làm sóng, quý vị bấm cái này nè. Ok. Mà trong cái thí dụ này mình không có sóng. Nhưng mà that is how you do it. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn đi ngược lại thì sao? Quý vị hold down cái alternate key. Thì nó sẽ làm counterclockwise. Okay, có ai có câu hỏi không? Rất là simple đúng không quý vị? Right? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Trở lại, bình thường lại. Cái tool đó là nó như vậy. Ít khi nào sai, đúng không? Rồi. Cái này là mình xài tương đối khá nhiều là cái Poker Tool. Poker Tool là làm sao? Là cái tool làm cho nó nhỏ. Okay. Thí dụ như mình có con mắt lớn quá mình muốn làm nhỏ được. Mình có một cái gì đó lớn quá mình làm nhỏ được. Again, giống y như những cái liquify tool khác, là nó là cái tool, là cái brush, nó là hình tròn đúng không? Ngay ở chính giữa là cái mà nó làm nhỏ nhiều nhất. Là cái trung tâm đó, là cái trung tâm. Nó làm nhỏ từ cái trung tâm là ngay ở chính giữa. Ok, thí dụ như là hiện muốn làm cái size này nó nhỏ, nhưng mà cái này là tiếc một cái là nó là cái hình tròn, thành ra quý vị phải cẩn thận. Ok. Ok. Hiện bấm nè, ngay chính giữa. Bấm ngay chính giữa thì cái thằng này nó nhỏ xuống ngay chính giữa. Quý vị thấy nó nhỏ không? Xung quanh nó cũng bị bóp lại, nhưng mà cái chính giữa là cái bị bóp nhiều nhất. Ok, quý vị thấy nè. Cái này trước nè, sau nè, thấy nó nhỏ lại không? Quý vị nhìn cái này nè. Ok, đó là cái Poker Tool. Poker Tool này làm được nhiều thứ lắm. Thường đó, thời xưa mà mình chưa có cái face aware liquify thì mình làm này để làm gì? Bóp cái mặt cho nó nhỏ lại. Mà quý vị phải biết bóp chỗ nào đúng không? Ví dụ như hiện vào đây, nếu mà quý vị đặt như vậy, quý vị bóp là chết chắc, tại vì nó sẽ bóp gần cái lỗ mũi. Nếu mà mình biết mình bóp đây nè, để đây nè, thì mình bóp bóp ở đây á, thì nó mới là lý do quý vị không có thấy, tại vì bật cái này qua bên before. Ok, bây giờ là cái mà after nè. Mình bấm đây nè, thì thấy cái má này nó nhỏ xuống không? It depends on where you want it to be. Okay. Nhưng mà nếu quý vị bấm quá thấy cái mặt nó kinh khủng không? Cái này là cái problem là mình quá tay. Đừng có bao giờ làm quá tay. Đấy, quý vị thấy không? Don't làm quá tay. Ok, bây giờ mình làm cái mặt lại bình thường rồi. Ok, thành ra đó mình phải biết bóp. Bóp là ở cái center. Center đó. Và mình mà muốn bóp, mình bấm méo qua một chút, thành ra cái này nó sẽ ốm xuống thôi. Nếu mà you know how to do it, thí dụ như cái gò má bên này cao quá đúng không? Mình muốn thấp thì mình để nó ngay chính giữa, mình bóp.
thì thấy nó hạ xuống không, nhưng mà very subtle. Nếu quý vị có thể làm như vậy thì thời xưa đó là mình làm bằng cái này, nhưng mà bây giờ nó sửa mặt thì mình không cần làm cái này nữa, tại vì nó làm sẵn cho mình rồi, nó safer. Nhưng mà nếu mà quý vị biết xài Pucker tool và cái blow tool đó, you can do just as good a job. Okay, idea là you know how to do. Ở đây không có thí dụ, thường đó là khi mà quý vị chụp hình mà chụp mà head on thì thường là người mẫu hay để cái tay đằng trước, đúng không? Mà người mẫu để tay đằng trước thì cái tay nó gần mình cái máy hình quá, đúng không? Thành ra cái tay nó khổng lồ so với người. Thì cái mà hiện xài cái Pucker Tool nhiều nhất là để bóp cái tay cho nó nhỏ. Ok, mà nếu mà quý vị biết cách bóp, thành ra cái này phải practice. Thì quý vị làm cái tay nhỏ lại. Tuy là nó không, sự thật ở ngoài đời nó sẽ lớn, nhưng mà mình mà nhìn vô cái tấm hình thấy lớn quá thì nó kỳ dị lắm, nên mình phải sửa nó. Thì đó là cái Pucker Tool. Pucker Tool làm cho nó nhỏ xuống, đúng không? Thì mình cũng có thể xài Pucker Tool để mà làm con mắt nhỏ hoặc lớn, đúng không? Bây giờ nè, hold down cái space key thì quý vị vẫn mua được, cái này là standard Photoshop. Ok, thì bây giờ nè, có khi nào quý vị cần làm con mắt nhỏ xuống quý vị? Yeah, có nhiều người mắt quá to thì mình cũng có thể làm nhỏ xuống được, nhưng mà thường đa số là con mắt nhỏ mình làm lớn đó, tùy trường hợp, đúng không? Thì bây giờ là mình mà muốn làm con mắt nhỏ thì mình đâu có muốn nó nhỏ hoàn toàn, đúng không? Thì mình có thể làm cái này, thì mình êm vào cái này thì mình bấm thì con mắt nó sẽ nhỏ xuống, đúng không? Đúng không? Mà tương đối khá safe nếu mà quý vị biết là bao giờ cái chính của nó cũng là ở center. Cái lần ra làm con mắt chị Nina nhỏ xuống rồi, sorry chị Nina. Ok, nhưng mà bây giờ mình đang có cái Pucker Tool, mình mà muốn làm lớn thì sao? Mình lười, mình không có muốn bấm cái phía dưới thì sao? Hold down on it key. Ok, thì khi mà quý vị hold down cái on it key mà quý vị bấm thì cái Pucker Tool nó thành cái Blow Tool. You don't even have to choose. Ok, rồi cái Blow Tool nó ngược của cái Pucker Tool. Ok, tức là mình bấm thì nó lớn. Mình muốn cái gì lớn thì mình bấm, nhưng mà cái idea là quý vị điều chỉnh cái brush size. Ví dụ như mình muốn nguyên cái lỗ mũi nó lớn thì mình không có thể nào dùng cái cọ nhỏ như vậy được, đúng không? Mình phải làm cho nó lớn. Rồi mình muốn cái gì lớn, tức là mình muốn cái trung bình ở chính giữa nó lớn thì mình sẽ làm nó lớn như vậy, rồi mình bấm thấy nguyên cái lỗ mũi nó lớn không? Ok, rồi muốn nhỏ thay vì mình quá Pucker Tool, mình hold down on it key thì mình bấm có phải là nhỏ đi không? Ok, khi mà quý vị xài cái tool này mà rành rồi đó, mà đừng đừng có xài quá đáng, thì mình có thể control almost everything. Ok, chỉ dùng Pucker Tool. Ví dụ như cái má này muốn ốm hơn thì mình sao, mình dùng Pucker Tool. Bây giờ mình đang ở Blur Tool, mình ấn cái on này. Okay, cái center nó hơi off một chút để mà nó shrink, thấy không? Thành ra cái má nó sẽ ốm xuống, nhưng mà nó ốm rất là ít, mình nhìn mình sẽ không biết là nó ốm chỗ nào cho tới lúc mà mình kéo cái này thì mình mới thấy nó đổi, đúng không? Anh Hiền, cho em hỏi question được không anh Hiền? Được, được, hỏi bất cứ lúc nào đi. Dạ. Anh chỉ về cái Pucker Tool với là cái Blow Tool. Trước đó anh có chỉ về cái mà Face Tool anh Hiền. Thì tất cả những cái Blow với Pucker mình có thể làm được trong cái Face Tool phải không anh Hiền? Yes. Thì cái question của em là khi nào mình nên dùng Face Tool, thì khi nào mình dùng cái Chỗ Blow khi nào Tool mà chưa vô là. không có sửa cái mặt á. Ok, nếu mà Du không có sửa cái mặt thì Du không có xài Face Tool được. Face Tool nó chỉ work cho cái mặt.
Nhưng Ví mà dụ như nào? hồi nãy em thấy trong Faithful nó có cái phần mà I với nose với là jaw với chin đồ luôn. Dạ, thì là cái mặt thôi, tức là cái face. Nếu mà vú sữa cái gì ngoài cái face đó, tại sao mà hiền nói là bây giờ nó có cái face tour rồi đó quý vị, không có xài cái bucket tour với cái blood tour để mà sửa mặt nữa. Nhưng mà I show you là vẫn có thể possible, không có cần phải dùng cái face tool nếu mà vì biết cách xài. Vậy là em hiểu rồi. Khi mà mình không dùng đụng tới cái mặt á, thì mình có thể dùng cái blotter với là cái pucker. Yes, Còn nếu mà đụng tới mặt thì always dùng cái face đúng rồi. face Thí đi cho dụ nó nha, lẹ. thí dụ như là bất cứ cái gì, đúng không, mình muốn làm bất cứ cái gì lớn mà không có nhất thiết là phải là hình tròn, nhưng mà cái hình tròn là cái dễ nhất, đúng không? Những cái gì mà hình tròn nó tại vì cái thu của mình nó tròn quay. Ok, thành ra ví dụ như là hai cái rivet này, for whatever reason, right? Tức là bây giờ mình chỉ dùng cái thí dụ tầm ba tầm bốn thôi, nhưng mà bất cứ một cái lý do nào mà thí dụ như Huy muốn làm cho thằng này nó bự thì dù chỉ là dối bắp thôi. Right? Bây giờ cái rivet này nó huge mà nó vẫn là cân đối như thường. Ok, thành ra bây giờ nè, cái rivet trước đó nó nhỏ xíu rồi. Bây giờ mình làm lớn ra, mà nếu mà mình mà không có biết là đã sửa rồi, hoặc là mình không có reference đó, thì Huy nhìn cái này có thể Huy nói là ồ cái rivet này sao nó bự dữ vậy, nhưng mà dù nghĩ như vậy nhưng mà không biết là ai fix. Ok, đó là lúc đó dù thành công. Hiểu ý nói gì không? Hiểu rồi Tức anh em. là Thank cái you. blow tour đó, mình mà không biết làm á, làm bóp rồi nó méo tùm lum hết. Nhưng mà chú chỉ cần hiểu là cái trọng tâm của cái blow là nó ngay chính giữa của cái tour. Cái ở ngoài nó sẽ làm bự ra nhưng mà nó làm ít. Ok, ở giữa là cái chính. Nếu mà mình mà muốn làm chỉ có một phần của cái này thôi á, thì mình phải làm off a little bit. Thí dụ như này nè, mình mà muốn cho cái cạnh phía trên này nó sẽ xẹp xuống, tức là mình không có muốn cái tròn nữa, thì mình phải move cái center nó off lên một chút. Này là cái blot mình, thí dụ mình là muốn làm nó nhỏ lại, mình hồi nào nó hồi này kia, thì mình có thể làm cho nó méo bằng cách mà mình move cái center off một chút. Thì bây giờ là thấy rõ ràng là mình làm nó méo không, nó no longer ở circle. Ok, rồi nếu mà vô nói ô cái đó nó méo quá thì sao, mình cũng có thể dùng reconstruct tool hoặc là smooth tool được. Smooth thì nó yếu lắm. Okay. Nè, nhưng mà mình có thể chà nó lại, nhưng mà cẩn thận chà nó lại nó sẽ trở lại cái dạng nguyên thủy thời xưa chứ không phải là cái dạng mà sau này. Mình có thể dùng reconstruct để mà mình làm nó từng lớp một để nó lấy, nhưng mà you get the idea. Ok, thành ra đó mình có thể dùng bất cứ những cái tool gì để mà mình sửa. Với practice, dù với practice nhiều thì vui sẽ thấy hết mọi trường hợp, thì lúc đó vui sẽ không sợ nữa, đúng không? Rồi cái Parker với là cái bốt, hai cái đó nó ngược nhau thôi. Mà như là hiện mới chỉ quý vị, thật ra you only need to use one thôi, hold down your on it kia nó làm ngược lại. Ok, and then you don't need both of them. Nếu mà mình xài cái on and key. Ok, rồi còn một cái cuối là cái push left tool. Push left tool làm sao vậy? Nó đẩy vô không biết không anh, mình dùng mình Yeah, nó đẩy vô. đẩy qua bên trái. Nhưng mà nó có push left mà sao nó không có push right? Mình dùng alternate key. Thật ra I haven't tried it, nhưng mà không không phải alternate key. Maybe it will work, nhưng mà I haven't tried it. Cái chính của nó đó là mình mà muốn push left đó, là mình đi từ dưới lên trên. Mà mình muốn push right là mình đi từ trên xuống dưới. Đây là thí dụ nè. Dạ. Ok, thí dụ nè.
là hiền có push left right, hiền đi từ dưới nè, hiền đẩy nó lên, thấy nó push left không, push left đúng không? Rồi bây giờ này đi từ trên xuống dưới nè, I didn't press any key, ok, push right nè. Ok, nếu mà you làm cái này mà run á, you thấy sao? Nó rất là fast đúng không? Rất là fast. Thì đó cái hiệu ứng của cái thằng push right, push left là nó rất là fast. Nhưng mà fast quá chưa chắc đã là tốt. Đúng không? Từ dưới lên trên là push left nè. Just Ờ, anh Hiền nhắc lại giùm Lâm, hồi nãy khi mới vô đó anh sai đó, mà anh đẩy cái áo nhưng mà cái thùng thư nó bị mẹo đó, Nina miss cái phần đó. Ồ, như Nina nói là hiện chưa try, nhưng mà I just try là cái alternate nó work. Tức là you push ở dưới lên đó, mà you ấn alternate đó thì nó làm bự ra. Ồ, dạ. Ok, mà không có ấn alternate đó thì nó làm vô, hiểu không? Bây giờ hold down alternate thì nó sẽ ra. Ok, cái freeze tool đó. Đây, dạ. Freeze tool là mình, ví dụ như mình có cái đường thẳng. Thì bây giờ để hình restore nó lại từ đầu này. Đây mình sửa nhiều quá rồi nó nát bay hết. Ok, bây giờ bấm restore all. Go back to beginning, đúng không? 8:30, ok, mình còn thời gian. Thì cái freeze mask á, là mình có thể paint nó, tức là mình specify cái nào mình muốn freeze bằng cách mình paint nó. Ok, khi mà Hiền muốn protect cái này, đúng không? Thì bây giờ nè, bây giờ ví dụ như Hiền push left, yeah, right. Go push left. Now đó, I don't even have to air yay. Okay, I go and I push left, just like this. Okay, thì dĩ nhiên là mình không có pin nó thì nó làm cho cái mailbox nó cũng extend luôn, nhưng mà you thấy là cái thằng bên này nè, oops, sorry. Mình sẽ là to nó. Ok, cái thằng bên này nó được protect completely. Tức là nó không có bị méo miết gì hết. Thằng bon. Okay. Đây là một cái cách mà mình protect. Okay. Thành ra bây giờ nè. Before. Right. After. Thấy không? Cái phần mà mình protect nó thằng bon. Là you can protect what you want to protect. Thì nếu mà, nhưng mà mình phải deliberate. Mình phải biết là mình muốn protect cái gì. Mình mới làm. Ok. Rồi có ai có câu hỏi nữa không? Cái Dạ, đó là cảm ơn một. anh. Dạ. Yeah, Anh thì Nina bị cái problem này như lúc là sửa cái khung tại màu vì làm cái cửa background quý vị sổ. mà Dạ. có những cái đường thẳng với đường ngang là quý vị chết. Quý vị bóp không được. Nhưng mà khi mà mình hiểu rồi nó có nhiều cách. Cái cách thứ nhất là mình dùng cái freeze mask. Đấy, cái cách thứ hai là mình có thể là mình làm méo xong rồi mình reconstruct, hoặc là mình có thể làm cho nó thẳng. Reconstruct á, là mình làm cái phần reconstruct, là thí dụ mình làm nhỏ này, cái phần này thấy nó hơi lỗi không, mình bấm một phát thì mình sửa cái phần này. You can do that, right? Sửa không khéo nhưng mà you get the idea, tức là you can. Rồi nếu mà như thấy nó hơi méo méo, nó không có thẳng, mình dùng cái smooth tool này nè. Ok, rồi mình chà nó cho nó thẳng. Thì thằng này chuyên môn trị cái thẳng. Nó sẽ help. Ok, có nhiều lúc nó méo là nó méo, mình sửa không được, nhưng mà đa số là mình sửa được. Ok, mình mà sửa khéo, nobody will know. Ví dụ như mấy cái này nó cong quá, mình có thể chà nó cho nó đỡ cong. Đôi lúc mình làm quá tay nó.
Okay, thành ra you có thể là smooth nó out Smooth bằng cách nó mình dùng những cái straighten, cái smooth tool, cái reconstruct mạnh hơn cái smooth. Hai thằng này là chuyên trị những cái mà hơi bị méo. Méo làm sao? Bây giờ mình exaggerate. Okay. Nếu mà em vào cái này, ví dụ như làm tay run quá. Ok. Làm tay rung quá rồi đôi lúc cái end result nó như vậy. Terrible đúng không? Nhưng mà mình nói ok, overall nó vẫn là good nhưng mà nó hơi bị méo có nhiều chỗ thì mình chỉ dùng cái thằng smooth nha. Mình làm nó lớn lớn một chút thì mình chà nó. Có phải mình chà một chút là sẽ thấy nó thẳng ra không? Nhưng mà nó vẫn vẫn bị bóp nhưng mà nó thẳng ra. Thì nó bóp ít hơn thôi nhưng mà that is how you do it. Nếu làm này cẩn thận, nobody will know you ever fix it. Ok, rồi bây giờ nè, ôn lại cái phần cuối là cái phần làm cái mặt. Ok, tại vì cái này nó tương đối rất là quan trọng. Thì bây giờ trước nhất Hiền sẽ restore all. Ok, mình vào trong cái face aware liquify và mình bấm cái face tool này. Không cần đâu, chỉ cần dùng một trong hai thôi, nhưng mà nếu mà mình làm cả hai cũng không có chết gì đúng không? Thì bây giờ đó cái cách mình làm đó là cái con mắt, quý vị thấy nó có cái chain này không? Cái chain này default là hai con mắt này nó independent. Ok, ví dụ như cái eye size mình đẩy nó lên all the way thì cái con mắt cái này nó correspond cái mà mình thấy đó, tức là con mắt bên phải mà mình nhìn á, tức là in reality tại vì tấm hình nó ngược mình thành ra đó là con mắt bên phải của người mẫu, nhưng mà với mình là nó bên trái đúng không? Thì cái này nó là bên trái á, tức là con mắt bên phải của người mẫu. Ok, thì khi mà mình bấm nó lên 100% thì con mắt bên này á, chỉ có một mình con mắt nó bự thôi, con mắt bên kia nó không bự. Hiền thật sự nó có thấy một số người mẫu, không phải người mẫu mà người mà Hiền chụp là hai con mắt nó không có đều nhau nha, một con mắt lớn một con mắt nhỏ, I actually saw it. Dạ. Thì trường hợp đó đâu, khi mình quý vị chụp như vậy đó mà người ta đâu có tin là có người thật sự con mắt nó không có đều đâu, nên mình phải sửa. Dạ. Thì ví dụ như Đúng rồi. mình sửa từng con mắt một. Nhưng mà nếu mà hai con mắt nó perfectly balanced thì sửa hai lần nó mất công đúng không? Thành ra đó mình có thể bấm cái này thì nó sẽ làm hai con mắt đúng không? Tức là cái này nó link hai cái lại. Dạ. Vậy thành ra bây giờ nó hiện chỉ sửa một bên thôi, bên kia nó sẽ sửa theo. Thấy không? Hai con mắt nó nhỏ cùng một lúc Dạ. đúng không? Với điều kiện là mình bật cái này Hay. đúng không? Rồi nó sửa cái gì? Nó sửa cái size của mắt rồi cái mí trên nó bự lên thôi. Tức là cái end result vẫn là con mắt bự nhưng mà cái chính là cái mí trên nó sẽ được kéo lên. Đúng không? Again, mình có thể làm hai con mắt cùng một lúc bằng cách bấm cái này. Thì cái end result là con mắt nó vẫn lớn ra nhưng mà cái mí trên là cái chính. Rồi, nó có nếu mà mình mà muốn cái mí mí dưới nó lớn không, nó không có lớn, nó chỉ lớn phía mí trên thôi. Ok, rồi cái width này á là Mắt dài à. mắt dài ra cái again vô có thể bấm cái này thì hai con mắt nó đều dài cùng một lúc đúng không? Nếu mà hai con mắt nó cân đối thì mình bấm cái đó để mình sửa một cái thôi, không có cần phải sửa hai cái đúng không? Rồi cái lỗ mũi á thì nó có hai cái sửa, một cái là cái height và cái chiều rộng. Thì ở đây cũng vậy nè, thì mình bấm nè, làm cái mũi dài xuống nè, làm cái ngắn nè. Tức là mình có thể đổi cái này. Ok, và cái cánh mũi lớn hay nhỏ, cái nó chỉ sửa được chừng đó thôi.
cho Ờ, cái mũi. anh, cái lỗ mũi mình có hai lỗ mà nó không có hai chỗ, nó không có cái chỗ để mà mình làm một lần hả? À? Cái này là bao giờ nó cũng làm cân đối, tại nó nghĩ Dạ. cái lỗ mũi là bao giờ cũng cân đối. Ok, chắc tại cái thằng programmer tới tới cái lỗ mũi nó mệt quá rồi thôi, là đại khái. Nhưng mà ấy, IC và UC cũng có thể là làm riêng được, Hoặc nhưng mà nếu nó như mà lười. người ta bị hai cái mũi không có cân thì mình dùng cái function ở trên Parker tool, những cái phần đó. yeah, Dạ. hoặc là cái forward tool, hoặc là cái Dạ. bucket tool, hoặc là whatever. Nếu mà you biết xài, you có thể làm được. Dạ. Nó đừng có bành tay lắm thì được. Mình không làm bành tay là mình làm cái cỏ mình nhỏ xuống thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ ít. Okay. Rồi cái mouse cũng vậy, cái mouse này muốn cười nè, cười nè, đấy, đúng không? Không cười nè, cười nhiều nè, cười ít nè. Rồi buồn. Buồn một chút nhưng mà không có buồn hoàn toàn. Ok, thì đó. Rồi cái upper lip lên xuống này, tức là làm những cái lip dày hơn. Mới đi filler. Rồi nè, filler bự nè. Wow, đẹp quá. Cái này là cái gì đó Kardashian style đúng không? Hoặc là muốn mỏng, muốn mỏng mấy cũng được. Nhưng mà cái này nó làm tương đối thôi, nó không có cho mình làm nhiều lắm, thành ra nó không có giả tạo lắm. Ok, nhưng mà dưới ghế thì idea đúng không? Ok, rồi cái width cũng vậy. Miệng rộng hoặc là miệng nhỏ. Ok, còn cái height là mua lên mua xuống rồi. Này là mình Đó, cứ to simulate cứ đang nhỏ nói anh được. hả? Đấy, thì mình có thể sửa bất cứ gì. Rồi cái face shape á, mình có thể tăng cái forehead lên, trán cao hoặc là trán thấp. Nó không có thấp nhưng mà nó chỉ cho cao lên thôi. Nó không thấp nhưng mà nó cho cao lên. Rồi chin height cũng vậy. Cái cầm cao hoặc là cầm thấp thì mình có thể thay đổi được. Jawline là cái hàm ốm hoặc là mập. Ghi Ok, ốm và mập đúng không? Thấy được không? lại. Thấy được đấy. Rồi cái face width là nguyên nguyên cái mặt rộng hay là hẹp, thì mình có thể là sửa được hết mấy cái này đúng không? Ok, thì bây giờ nè, như vậy là hiện xong cái liquid fire rồi đó. Nhưng mà hiện còn có một vài thứ mình muốn nói thêm nữa, nó related vào cái liquid Nina có try cái này á, nhưng mà fire Nina có cái problem mà ví dụ như là hai cái chân mà gầy á anh, mình muốn làm cho nó mập lên chút xíu á, cái đó hơi khó. Đâm không, mình chỉ cần kéo ra thôi. kéo ra xong rồi mình dùng cái smooth Dạ đúng tour rồi, mình làm lại. mình phải cẩn thận. Mấy cái đó thì không Dạ. có dễ lắm nhưng mà cũng không khó lắm đâu, kéo nó từ từ thôi, cẩn thận một chút xíu. Dạ. Xong rồi mình dùng cái smooth đó, nó reconstitute, you can do it. It's not that hard. Nhưng mà phải practice đúng không? Ok. Dạ. Rồi bây giờ nè. Bây giờ trước nhất là hình sẽ là bây giờ restore hết rồi. Bây giờ là everything. Bây giờ mình bấm ok, mình không sợ gì hết. Rồi bây giờ là mình xong cái này là, nhưng mà Hiền muốn show cho quý vị là mình có thể dùng cái liquid file này trong một cái tự động, nhất là khi mà mình xài cái mặt liquid file, tại vì cái mặt nó very predictable. Ok, ví dụ nè, ví dụ như bây giờ là Hiền không xài tấm này nữa, Hiền trở lại nguyên thủy đi ha, thì Hiền sẽ nắm cái này bỏ này rồi dùng. Ok, thì bây giờ mình trở lại nguyên thủy. Thì bây giờ đó, thí dụ như là Hiền có, ví dụ như mình biết là chị Nina chụp cái series tấm hình này 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 tấm đúng không? Là giống Dạ. giống 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 nhau hết, cái mặt là nó Dạ. like that. Nhưng mà ví dụ như là không phải là chị thật sự cần, nhưng mà ví dụ như mình nói cái mặt chị hơi ốm, mình muốn cái mặt chị Dạ. tròn hơn. Ok, và mình muốn cái gì nữa, chị muốn cái gì nữa? Ok thôi, cái mặt tròn thôi đủ rồi đúng không? Dạ. Ví dụ vậy.
hoặc là làm con mắt lớn hơn chút, thì mình có thể là ó cho mấy đó, tức là mình sửa một tấm rồi mình có thể làm cho mấy tấm kia, không có cần nhất thiết là cùng một cái loại hình nữa. Ok, thì hiện rồi quý vị nè, bây giờ là mình sẽ làm một cái action. Ok, và cái này nó hay được một cái, nó nhớ luôn, action nó sẽ nhớ cho mình. Ok, thành ra bây giờ cái action là cái gì? Bây giờ Hiền sẽ vào trong thì dù phải chọn một cái group trước, thì Hiền chọn đại cái miscellaneous trong cái tổng hợp. Rồi mình sẽ bấm một cái mình gọi là cái new action. Ok, thì mình có thể đặt tên, mình có thể đặt tên là liquify. Ok, liquify. Đặt tên gì cũng được để mình nhớ thôi. Thì bây giờ là mình bấm record đó, tức là nó sẽ record cái action của mình, đúng không? Đúng không? Thì bây giờ nè, mình bấm record. Cái action này nó có một cái hay là bất cứ cái gì mình làm nó đều nhớ hết. Thì cái workflow mình là cái gì? Mình bấm Control J. Đúng không? Để mình làm này. Rồi mình double click. Mình đổi tên nó là Liquid phần. Verify, đúng không? Yeah. Bấm OK. Bây giờ, thật ra khi mình làm action nó mình không cần, tại vì mình action nó tự động nó sửa, mình không cần phải đổi nó qua Smart Object. Mình có thể skip cái phần đó. Vì mình sẽ vào trong Liquify. Đúng không? Mình bấm Liquify. Đúng không? Thì bây giờ đó, cái này đó, nó work nếu mà mình dùng bằng tay mình sửa đó, thì lần sau đó mình xài cho tấm hình khác thì nó sẽ sửa sai chỗ, nên mình không xài cái đó được. Nhưng mà cái face aware này nè, nó repeatable, đúng không? Thành ra bây giờ mình nói mình muốn cái gì, muốn cái face nó lớn lên, đúng không? Tức là mập hơn một chút, kéo nó ra một chút, rồi mình muốn cái cầm mập ra một chút, ví dụ vậy ha. Rồi mình muốn con mắt lớn ra, mình có thể dùng đây hoặc là ở đây. Thì bây giờ mình nói ok, bây giờ ai sai rồi mình muốn nó lớn lên, bấm cái này. Hiền exaggerate một chút nha, sorry chị đi nào, À, dạ không sao anh. để cho chị thấy được. Dạ. Okay. Sau khi mình sửa như vậy xong rồi mình bấm ok. Đúng không? Thì nó sửa, đúng không? Thì bây giờ đó, ví dụ như mình có thể làm thêm được, nhưng mà bây giờ mình làm như vậy là xong rồi, thì mình bấm OK. Mình bấm Stop. OK, thì bây giờ mình có một cái action tên là Liquify. Đúng không? Bây giờ hiện sẽ mở một cái tấm hình khác của chị. Mình xài cái tấm hình tuần trước. OK. Mình sẽ vào cái tấm hình lần trước. Ví dụ như mình mở tấm này. Mình có single night nó nhiều tấm luôn được không anh? Hay là từng tấm làm từng Được nhưng mà là có một cái cách khác. dạ Ok. Thì cái này là mình làm từng tấm. Đấy. Nếu mà quý vị muốn Hiền show quý vị làm nhiều tấm thì I'm not really prepared, Hiền không có nhiều hình, nhưng mà maybe I can do that. I can show you how to do that. Nhưng mà thì đó. Nhưng mà thường là Hiền làm mình dùng Bridge, nhưng mà dùng thẳng Photoshop thì Hiền không có xài. Maybe I don't know how to do it very well. And maybe save cái đó đi, lần sau Hiền show you. Tại vì Hiền muốn test nó trước chứ không thôi show rồi nó tùm lum tùm la. Thì ok, bây giờ mình có tấm hình này đúng không? Tấm hình này. The only constant là có một cái mặt, right? Thì nó happen là cùng một cái mặt của chị Nina, nhưng mà hai tấm hình này là không có cần thiết phải chụp cùng một lúc. Nhưng mà nè, look look at this. Mình bấm cái liquify. Bấm liquify. Bây giờ nè, trước khi mà hiện xài nó, cái về nhìn cái mặt này ha. Nhìn cái mặt này nè, thì cái liquify nó làm gì, nó thay đổi cái mặt, đúng không? Thành ra quý vị nhìn
mặt bộ. Oh, I'll show you before and after. Okay, thì bây giờ mình bấm nè. Play action. Bấm play. Right. Okay, quý vị thấy nó làm xong liền. Nó sửa cái gì? Sửa cái mặt. Absolutely. Okay, báo. Ra đó. Sorry, mình làm cái này exaggerate thôi. Dạ, dạ không sao anh. Nhưng mà thường là cái mặt mình tròn, mình làm cho nó ốm xuống. Oh, whatever you do. Miễn sao mà nó repeatable, mà cái face, liquidify face aware đó. Nó rất là repeatable. Thành ra mình có thể dùng để mình nói nó mấy được. Ví dụ mình muốn làm cái mặt ốm, ok, thì mình làm một loạt luôn, mình có thể run automate, mình run the whole thing very quickly. Nhưng mà anh Hiền Lina thấy nó không có coordinate á, cái hình trước á là anh làm nó mập lên, mình nhìn ok, nhưng mà khi mà qua dùng cái xem cái information đó qua cái hình này thì thấy nó không có được. Tại vì hiện xài cái tấm hình khác đúng không? Thì khi mà chị chụp nguyên một cái series giống nhau đó. Ví dụ như chị chụp cùng một cái hôm đó chụp 50 tấm chẳng hạn, mà thích luôn có 50 tấm đúng không? Thì cái mặt của mình là nó không có đổi nhiều. Ok. Thì mình run all 50 tấm nó right through it, thì nó bóp giống y nhau. Nhưng mà cái này chị nói đúng, tại vì cái này là một cái tấm hình hoàn toàn khác. Hôm đó là cái angle nó khác. Rồi nhiều lúc là cái different mặt của mình cái nó khác. Makeup đúng nữa. Rồi. Nhưng mà Hiền muốn show là tấm nào nó cũng work. Ví dụ như Hiền dùng một người mẫu khác, cái này nó cũng work nữa, nhưng mà đôi lúc nó sẽ không hợp với cái mặt của người mẫu khác thôi. Thì you raise a really good question. Nhưng mà khi mà quý vị mà chụp cùng một cái series thì cái chance là nó good. Thành ra mình save a lot of time. Mình automate được. Thì cái liquify này mình automate được. Thì nó automate bằng cách nó save cái mesh. Mình có quyền vào trong đó mình save cái mesh individually rồi mình load cũng được. Nhưng mà why? Cái action nó do the same thing. You don't even have to think about it. Okay, thành ra quý vị cũng nên học cái cách xài của cái action. Action rất là dễ. Hiện xài action rất là nhiều. Okay. As a matter of fact, là Hiền cũng có một cái action làm hình cho bà xã mới đi gate one về. Là I took like 1,000 pictures of hers. Mà muốn sửa mà không có xài action là sẽ chết. Thành ra mình xài action rất là lẹ. Save được a lot of time nhưng mà vẫn còn tốn rất là nhiều thời gian. Anh sửa ngắn ngang luôn hả? Sửa ít thôi nhưng mà ở lần sau mời chị vô lớp học luôn, mời chị vô lớp học luôn. No, she got a free slave, đâu cần phải tự động làm đâu. I do everything for her. Sướng không? Rồi, như vậy á là hiện xong cái phần chính của Liquify này. Bây giờ mấy giờ rồi? Giờ Hiền chỉ muốn spend chừng 5 phút nữa để show you một cái tool related vào cái này. Ok. Ok. Mình xài tấm này luôn đi. Thì đó, lần trước Hiền show you vị xài làm blur cái background mà dùng cái gì? Dùng cái neural filter đúng không ạ? Neural filter nó có rất là nhiều đúng không? Thì hôm nay mình sẽ show quý vị không phải liquify nhưng mà nó cũng giống giống như vậy. Thì show you để mà nếu mà you cần thì sao? Nhưng mà nếu mà you không có biết làm liquify quá đó, thì có thể dùng cái kia được. Nhưng mà nó không có hoàn hảo như cái liquify. Nhưng mà có nhiều cái khía cạnh nó hơn liquify, tại vì mình không cần phải biết làm gì hết. Nó làm tự động cho mình hết. Okay. Thì mình sẽ vào trong filter. Và mình chọn Neural Filter, đúng không? Thì cái Neural Filter nó sẽ load. Ok, thì cái Neural Filter nó load, quý vị thấy nó có rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay đó mình sẽ khám phá thêm một cái. Lần trước là mình dùng cái Depth Blur, đúng không? Mà hôm nay mình sẽ dùng cái Smart Portrait.
Nếu mà quý vị mà làm skin smoothing mà không có biết làm gì hết á, dùng cái này cũng được. Nhưng mà I'm not talking about skin smoothing today. Mình nói về cái smart portrait. Okay. Thì again, nếu mà quý vị chưa xài lần nào, nó sẽ bắt quý vị download xong rồi mới xài được. Thì quý vị turn nó on như vậy. Thì nó immediately nó sẽ chọn cái mặt. Thì nó sẽ show. Cái mặt mà nó show là cái mặt nó sẽ show. Đúng không? Thành ra là quý vị, again, quý vị thấy cái này là nó expand ra. Mấy cái này nó chưa expand. Đúng không? Mình có thể expand ra để mà mình thấy coi nó nói cái gì. Đúng không? Thì cái đầu tiên đó là happiness. Okay. Cái tấm hình này thì sao? Tấm hình này quá happy rồi đúng không? Thì nếu mà mình muốn happy hơn nữa chưa chắc nó đã làm được. Mà bây giờ mình làm set thì sao? Ngược của happiness là set, right? Kéo Thì xuống. mình kéo về phía bên trái. Thì thằng này nó có một cái tệ là nó sẽ processing, nó take a long time. Thì nó không có nhanh như là cái. Rồi bây giờ Oh, hay quá. thay vì cười nó sửa Ơ. lại hoàn toàn không cười luôn. Nó làm hay quá hả? Rồi hiện đâu làm gì đâu, Dạ. Photoshop nó làm. And then nó còn đánh cái môi son cho mình lại luôn. Cái lip liner luôn. Ok rồi bây giờ muốn làm happy xong hồi nãy cười toe toét rồi bây giờ nó làm thêm được cái gì thì mình thử ấy. À chị Nina thấy là nó bỏ răng khác vào. Dạ, cái răng nó khác. Nó sửa cái răng Nhưng luôn mà với nó cái sửa cái mặt mình cũng là hơi quái chiều một chút đúng không? mũi Nhưng mà cái này là liquefy made easy đúng không? Rồi không phải là chừng đó không thôi, bây giờ mình reset lại. Bây giờ đó, bây giờ nó nói cái tấm hình này là Nina năm ba mươi mấy tuổi hả, hay 40 tuổi, chưa tới đâu phải không, còn trẻ. Bây giờ muốn già thì sao, lỡ nói 20-30 năm nữa thì sao? Thì you can just turn to một người già like that. Ok, hoặc là nếu mà you muốn trở lại tuổi 20 thì sao đấy. Nhưng mà dù là quá trẻ thành ra tuổi 20 với tuổi bây giờ nó cũng giống nhau thôi. Em hâm mộ cái giờ chưa anh sửa 20 cũng được không sao. Ok, 21 đấy, bây giờ là 20. Thì đại khái đó là cái này nó có thể làm cho mình như vậy luôn. Ok, rất là hay. Để dùng cái này khỏe hơn là Khỏe để mà hơn xóa đúng nếp không? nhăn, làm cái remove cái flame mix với là mấy cái wrinkle. Không không già mấy mấy cái đó thì dùng skin smoothing in combination cũng được. Rồi cái này nó còn quý. Anh Hiền cho em hỏi được không? Ok. Cái smart portrait này nè, trong cái trường hợp này mình chụp mà cái group 5 người chẳng hạn, mình có thể vô mình chọn từng cái face mình sửa không anh Nó Hiền? sẽ chọn cái face á, là mình phải highlight cái face ở đây nè. Ok, mình phải highlight cái face ở đây. Vậy là nó pick up cho mình năm cái Nó mang, pick cái up năm cái cái mặt cho mình face, luôn. Ok, that's thì nó sẽ chậm lại thôi nhưng mà nó sẽ work. Ok, thành good. ra Với lại relate tới 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 cái mà 5 người đó. giờ Ví mình dụ làm như mệt trường chịu luôn, mình mới làm 5 lần đúng không? nó anh Hiền không phải cái trường hợp mà smart portrait mà cái trường hợp mà anh dùng cái mà liquefier đó, Cũng vậy liquefy đó, luôn. Dạ, thì mình bắt khi đầu với mà từng cái mặt mình ví dụ như trong đó có người mập người ốm mà mình sửa người mập á thì cái người ốm nó bị méo thì mình phải freeze người ốm đó trước hả? không không du đổi qua nó chỉ sửa người đó thôi. No no no, em không nói trường hợp smart portrait mà em nói trường hợp mà dùng cái liquify á. Liquify tại vì cái mặt đó nó ở chỗ khác mà thành ra du làm cái đó, you can do whatever. Đó, em không nói cái mặt, em nói cái ví dụ như em nói cái body đi, một người mập một một người ốm mà em muốn Dạ, nhưng mà cái chỗ người đó đứng khác chỗ, thành ra du có thể là một người mập một là người ốm dễ dàng thôi. Muốn sửa sao sửa. Đúng không? Sửa sao sửa. Nó là independent, cái mesh nó là different mesh. Thành ra lúc mà du sửa một cái người là có cái mesh đặc biệt. Thì du qua hai người bên cạnh du sửa là nó khác. Mà nếu mà nó dính với nhau, hai người dính với nhau thì du đôi lúc du bị kẹt. Có freeze nó được không anh Hiền? Freeze Freeze được freeze. nhưng mà nó khó hơn. Thí dụ như là hai chị em đứng sát nhau
người ba đi này đè lên người ba đi kia, một người mập một người ốm, dù mà làm cho cái người mập mà ốm á thì cái người bên cạnh sẽ bị mập, chú hiểu ý nói không? Thành ra đó you are limited in what you can do. Và cái đó là cái mình làm khéo thì nó đỡ được một chút, nhưng mà thường nó là du làm cái phía bên kia, Ok. những cái người ở giữa đó khó sửa hơn. Cái đó cũng khó. Thành ra cái khi mà du chụp hình đó, ok, bỏ mấy người thiệt ốm vô ở giữa, mấy người mập ở ngoài thì mình bóp ở bên ngoài không Dễ bị ảnh hưởng người xử ốm. hơn. Rồi mình mà bóp cái người mập đó, thì người ốm ốm sẵn rồi mình làm mập lên một chút rồi đó, lúc người ta lại thích hơn. Thành ra you have to strategically you situate những cái người nào ốm cho vô giữa. That's a Đấy, rồi mấy người mập cho ra ngoài, thành ra Anh mình có thể bóp được. Hiệp, Yeah. cái này Ok. nó đổi mà nó làm biến mất cái đôi bông tai của Nina luôn rồi. Thì Nó nó thay đổi rất vô, là nó thay nhiều, vô nó cái rất là bông tai nguy hiểm. khác. Yeah. Nó actually will change it. Ok, xong rồi đó. Mình đổi hair thickness cũng được. Đó, cái đó Mà đó. cái này còn còn crazy hơn nữa nè. Ví dụ như là My cái này direction. là Nina nhìn hơi về phía bên trái đúng không? Mình có thể cho Nina nhìn qua phía bên phải. Ok. Là now Anh cho cái hair thick nét luôn anh. you... Muốn nhìn tại tóc đang ý thì muốn nhìn cái thử tóc nhiều làm sao. Yeah, khá hơn nha. Không có bao nhiêu nhưng mà Không bao nhiêu dạ. nhưng mà nó làm nhiều quá thì nó giả tạo đúng không? Thành ra Dạ. it actually work. Dạ. Rồi. Vì có thể đổi là nó quá surprise hay không surprise, giận hay là happy là same thing, dù có thể đổi. Ví dụ như muốn surprise thì đôi lúc cái mặt nó sẽ ngạc nhiên hơn. Cũng không có bao nhiêu. À cái này vui hơn. Surprise nothing surprise gì Nina. You can't surprise. Nhưng mà you get the idea. Okay. Thêm một cái crazy nữa, nó có thể đổi cái head direction luôn. Dù muốn nhìn qua phía bên trái. Yeah. Nó đổi qua bên trái. Did you see that? Dạ thấy, nhưng mà điều cái khi mình đổi về thì mình phải chỉnh cái con mắt nó phải là con đấy cho tôi cái đầu bên này con mắt bên kia nè. Thì mình có thể đổi được mà. Đúng không? Đây nè. Cái eye của anh này. Ghê quá. Đôi lúc đó mình làm cái này cái lông lông tóc của mình nó dựng đứng lên đó. Tại cái này nó làm giống thật quá mà đôi lúc mình cũng sợ. Okay, Anger thì rồi mình sao? có thể đổi lay direction này, tùm lum tùm la nó làm được nhiều thứ lắm nhưng mà you get the idea. Thành ra đó cái này đó thì mình có thể là again mình output lên một cái new layer hoặc là mình có thể làm smart filter everything giống y như cái kia. Thì đó thì bây giờ mình có nè cái này là cái mới đấy right? Cái cũ completely different look at that cái mới nè cái cũ nè wow it's big difference nó lấy luôn cái bông tai đi rồi. How about that? Dạ, thấy tức là chụp có một tấm hình làm thành ba bốn tấm được rồi. Này AI nó very scary. Nó does a pretty good job nhưng mà cái này nó làm hơi bị lỗi nè. Mình phải sửa nó. Thấy không? Cái này nó không có bị lem, cái này nó bị lem. You have to fix it. Cũng dễ thôi, không bị khó. Nhưng mà clone nó rất là dễ đúng không? Clone sao? Quý vị đã học clone rồi đúng không? Mà nếu mà không muốn clone á, nếu quý vị không biết clone á, maybe cái này nó sẽ work. Cái remove này. Remove này là pretty amazing. Ừ, vừa mới khen nó xong biết có làm được không? Yeah, nó fix it for the most part. Đúng không? Nó fix it for the most part. Mấy cái lem gone hết. Nhưng mà nếu mà mình làm không kỹ nó sẽ bị hư. Thành ra mình phải cẩn thận. Cái này là cái dao hai lưỡi. Cái mà dễ nhất đó là cái chắc ăn nhất là cái old fashion cloning. Dùng cái brush. Yeah.
Nhưng mà clone nó cũng nguy hiểm, có cái clone nó nguy hiểm, nó không có match màu. Thì nếu mà không có match màu đó quý vị, đổi nó qua cái này thì thằng này nó sẽ match màu. Thì mình làm lại thêm một phải cẩn thận vì nó sẽ match màu better. Cái Healing Brush Tool đó nó match màu better. Okay. Nhưng mà phải cẩn thận, làm cloning cũng cực lắm, không không có thể nào làm dối được, nó sẽ lòi ra. Nhưng mà cái idea của cái remove tool đó, là sometimes nó save you a lot. Giống như này này màu nó không đúng không, bấm thằng này nó match cái màu cho quý vị, nó match cái màu perfect đúng không, giờ cái màu match perfect này. Thành ra là cái thằng này nó lợi nhiều đường lắm, nhưng mà nó sửa cho mấy cái tóc thì hơi nguy hiểm. Ok, thành ra đó mình clone cái tóc ra trước rồi mình dùng cái thằng remove này để mà mình match màu. Ok, thành ra mình mà làm kỹ thì you can fix anything. Thời này nó rất là vui. Rồi như vậy là xong rồi đó. Có ai có câu hỏi nào khác không? What do you think about liquify? Quý vị có thể làm được chưa? Được, nhưng mà thường đẩy bỏ vô là cái những cái ảo mà nó có cái parent ấy, là hoặc là cái texture của nó đó, nên Nina hay bị mấy cái problem đó mà như Yeah, anh nói. thì vô phải cẩn thận thôi. Thành ra vô phải bóp all of them. Okay. Tức là cái pattern nó mình mấy cái chỗ không cần bóp mình cũng bóp luôn, cho nó nhỏ xuống đều nhau hết. Okay, thì mình phải cẩn thận hơn chút, với là thì muốn là cái cỏ nó bự ra rồi làm pucker cho nó nhỏ xuống. Thì làm cũng được nhưng mà không có fix all được đâu. Cái mà hay nhất là mình phải làm combination. Kể với là mình chọn cái gì đơn giản, đừng đừng có làm too fancy. Thành ra đó, ví dụ như nhất là mình mà làm cho mình thì mình chọn những cái áo nào mà đừng có pattern nhiều quá lúc đó khó sửa đúng không, như mấy cái áo này sửa quá dễ, bóp vô bóp all day you never know. Ok, Vậy là như kiểu vậy. mẫu mặc áo solid nó dễ hơn là mấy cái Yeah, áo đó. nó plain. Nhưng mà cái pattern mình vẫn làm được vì giống như hồi nãy có cái pattern đó lúc hình bóp mà quý vị đâu Cái thấy rô. đâu không, nó doesn't really change Mà nó vẫn thưa anh ơi, anh làm lại cái đó. hả. Anh làm lại cái mà bóp cái áo hồi nãy á, Nina có practice mà thấy nó vẫn bị, nó không có smooth, không thẳng. Cái áo caro vàng hồi nãy á, là mình đẩy đẩy sao nó vẫn còn dư chứ nó không có smooth. Dư làm sao? Anh bóp lại cái này giùm. Ok. Rồi, đi con. Cái này xài to the left. Thí dụ như mình muốn bóp. Ok, thành ra you bóp the whole thing. Move nó. Ok, thành ra đó, thật ra thì nó đổi, nhưng mà làm sao mà you, nếu mà you không biết là mình bóp á, làm sao you can tell được, you cannot tell. Đấy, bây giờ nè, một cái là trước, cái này sau, trước này xin, you cannot tell. Tại vì you biết trước rồi, thành ra you mới là can tell. Chứ mấy cái pattern này nó cũng vậy thôi. Thế nếu mà thấy cái pattern mà nó bị nhỏ, cái problem là mình làm cái cọ sai xuống đúng rồi nó nhỏ. Thì mình có thể vô đây này, tuy là cái này không cần bóp, mình vẫn bóp. Để làm gì? Để mà cái pattern nó không có bị nhỏ.
You can do that. Không có ai cấm chị làm nhiều lần. Ok. Ví dụ như này mà muốn thẳng mình có thể kéo cực lắm cho nó thẳng. Ok, you can do a whole lot of stuff. Đó, khi Nina làm thì Nina làm thì cái cột nó đã bị mẻo đó, thành ra mình phải freeze cái Ờ thì cột mình lại phải đó. cẩn thận. Mình mà làm cái cò nó nhỏ thì nó sẽ không có đụng vô cái cột. Cái dưới làm quen rồi á là dưới làm thằng bon. Cái pattern này nó hơi bé một chút thì mình dùng cái smooth này. Mình mới làm cẩn thận. Cẩn thận thì tốn nhiều thì giờ thôi. Dạ. Anh Đúng. vậy là mình đẩy vô nhưng mà mình theo cái đường horizontal anh ha. Yeah, you phải đẩy làm sao mà nó đừng có bị méo mà người ta thấy được. Ok, tức là cái pattern của cái áo dù đâu có muốn đẩy méo thì nó méo là người ta biết. Mình đẩy theo cái chiều của cái natural pattern. Dạ. Anh ra nè, cái này là hiện đẩy như vậy chỉ là very simple đẩy bằng tay thôi. Okay. Phải cẩn thận cái mà cái này nè. Mình thấy hay không thấy đó, đôi lúc nó, mình mà muốn thấy cho nó rõ mình tắt nó đi. Show backdrop này nè. Thì lúc này nó mình kéo. Còn Okay. nếu mà cái smooth tool là anh cầm anh kéo dài xuống một đường luôn phải không anh? Yeah, mình đi đây. Cái này là hiện làm cũng không khéo lắm, thấy cái pattern của cái wood nó hơi bị Dạ, cái méo gỗ nó thành hơi ra mình méo. phải sửa nó. Dạ. Nhưng mà không có nghĩa là không sửa được. Nhưng mà Mình cũng cẩn không thận một sao, chút. có những cái cây gỗ, cái vân nó Yeah, cũng nó cũng vậy. hơi méo đúng không? Thành Dạ. ra dù mà làm cẩn thận một chút đó, thì nobody will know. À, làm bóp mấy cái này rất là dễ. Ok, rồi như vậy thì good luck với chị nha. Chị làm mà chị thực tập một hồi đó thì đây nè, Dạ. clip sau nè. Ok, clip Thank sau. you. Dạ, Dạ. cảm ơn anh Hiền. Hay Thì không? mình có thể làm người ta mà không có nhìn kỹ người ta sẽ không biết. Thì đại khái như vậy thôi. Rồi, bây giờ đó xin nhờ chị Nina là khi nào chị rảnh chị Dạ, gửi dạ. những cái link để hình download nha, Dạ, rồi để hình Nina upload cắt lên. rồi Nina đưa. Dạ. Bây giờ hiện muốn hỏi là somehow trong cái schedule là hiện dẫn quý vị đi chụp máy bay hả? Quý vị có ai muốn đi chụp không nhỉ? Ở năm Sáu nay giờ là sáng luôn. tức là gần như mọi người đi đi field trip hết trơn phải không? Dạ. Có ai cần Hiền dẫn không, hay là bây giờ Hiền sẽ làm một cái guide cho quý vị là cái cách chụp thôi, nhưng mà quý vị có cần Hiền guide đi không? Tại vì hôm đó mà mình đi sẽ có mấy chục ngàn người, không biết mình có tìm nhau nổi không, Dạ. thành Tại ra cũng hơi như anh khó. chỉ dùng là mình xài cái lens gì tại ok Nina chưa ok bao giờ Hiền đi sẽ chụp á. viết một cái ra Dạ. gửi ra cho mọi người qua email nha. Dạ. Hiền cũng đang lưỡng lự, tại vì mấy tuần này Hiền mới phụ thằng con dọn nhà, nó hơi Dạ. bận một chút. Nhưng Dạ, mà thì hôm sau nếu mà anh đi được thì đi, còn không đi được yeah, thì maybe còn I'll nhiều dịp let khác. you guys Dạ. know. Đi được nhưng mà tới đó thì cũng không có biết Hiền gai được quý vị được bao nhiêu, nhưng mà Dạ. tức là có ai tính đi giơ tay lên cho Hiền coi để biết là chị Nina Nina đi thì phải không. 50 50 đó, nếu anh đi thì Nina đi, 50-50. mà không thì Oh, thôi ok. cũng không sao. Tại cũng 50 50 đó. Thì tùy theo schedule của anh, Nina thì tùy theo schedule của anh, không có cần thiết là phải. Yeah, Nếu thì mà anh bận thì thôi, dạ. mình kẹt thì mình cũng đi được chứ không phải là không, hơi bận một chút thôi. Chắc không ai đi hết thì không nghe ai nói Hình gì như hết, không nhưng mà ai không anh đi, đi. tại vì những cái người mà thích đi là đã đi rồi, tại vì có Dạ. một cái field trip Vậy nên thôi, về thôi thì để bữa thôi khác, dịp khác. Hiền sẽ Dạ. gửi ra cái Dạ. instruction để mà Dạ. cách chụp ha, Dạ. thì nó sẽ giúp quý vị. Mà nếu mà Hiền mà quyết định đi, I'll let you guys know. Dạ. Cái lần này đó nó khổ một cái đó là thời xưa đó là nó cho mình đi đâu đi, lần này đó, nó block lại hết rồi, nó bán vé rất là nhiều tiền nha. Cái Ồ. chỗ mà chính đó, nó bán vé rất là nhiều tiền Dạ. trước À, rồi. vậy anh Hiền, em nhớ là năm năm ngoái đó là mình có thể mình lên trên trên kia mình đứng mình chụp được, Bây mình giờ cái pier đó mà du lên thì du phải trả rất là bộn tiền á, 30-40 đồng một người á, không có rẻ đâu.
rồi ngồi nó mấy cái khán đài là cả mấy trăm đồng đó, nó chả... Thành ra nếu mà mình mà đi đó mình phải ở phía bên phải của cái pier, nhưng mà vô tưởng tượng là tại vì nó charge quá mắc, thành ra đa số người ta sẽ dồn vô cái chỗ đó hết, cái chỗ đó rất là đông. Cái mà tốt nhất là mình tới lên cao nơi cái chỗ mà cái cầu thang đi xuống, tức là cách cách cái pier khoảng chừng nửa dặm một dặm, đứng đó chụp thì nó không có perfect nhưng mà mình vẫn chụp được cái chỗ đó thì tương đối nó sẽ ít người hơn. Ok, nếu mà Hiền mà có dẫn đi là Hiền sẽ dẫn đi tới chỗ đó, tức là chụp không có được premium nhưng mà mình tại vì á, you know I'm very short, I'm only 5'3". Mấy người kia cao đó đứng vô với đứng với tụi Mỹ là I can't even take pictures. Đó tại sao mà mấy lâu nay mà Hiền mà đi chụp là Hiền chỉ đi chụp Miramar, và Hiền phải mua vé vô trong cái khán đài ngồi ở phía sau cùng lúc đó mới chụp được, tại mấy người kia nó cao quá, nó đứng nó che mình hết, mình chụp đâu có được. Mà chụp cái này là mình phải lia theo đấy, lia theo mấy thằng toàn là 6 foot nó đứng trước mặt mình không là mình chụp không được luôn. Thành ra I don't go to Huntington Beach Mình đã theo. vì cái lý do đó, tại mình nhỏ con quá. Vậy là mình bỏ cái speed thấp lắm anh hả? Không không cái speed là phải cao, Cao, để em coi đứng hình. không không Mình thường lia cái nó máy theo. thật ra nó chụp máy bay nó có hai cái kỹ thuật là hoàn toàn trái ngược với nhau. Khi mà mình chụp máy bay trống trống là mình phải chụp tốc độ rất là thấp mà mình phải lia theo panning, tại vì sao, tại vì mình muốn cái trống trống nó mờ. Nếu mà quý vị chụp máy bay trống trống mà cái trống trống nó frozen đó, đó là cái sign của người mới bắt đầu. Nghe những cái người mà chụp giỏi rồi không có bao giờ chụp cái trống trống mà đứng cứng ngắc hết, nhưng mà nó tăng cái độ khó lên tới mấy trăm phần trăm. Cái chance mình chụp một cái tấm hình như vậy mà nó rõ nó rất là khó, là mình chụp 10 tấm thì chỉ có một tấm rõ là mình may mắn. Ok, với là có người đứng trước mặt mình nữa, mình lia không được, lia mình đụng nó nữa, thành ra hầu như là impossible to do vậy. Trừ phi mà quý vị ra đứng ở dưới nước maybe, mà cái đó mà vô trượt chân một cái là cái máy quý vị sẽ bị ướt, thì cái đó là cái risk. Ok rồi, khi mà mình chụp phản lực á thì nó đâu có trống trống đâu, we don't care đúng không, thì lúc đó mình sẽ tăng lên 1/2000, mình chụp dính cứng ngắc luôn, thì lúc đó cái tấm hình mình sẽ super sharp. Nên thành ra có hai cách chụp, chụp phản lực rất là dễ, chụp máy bay trống trống rất là khó, mà máy bay trực thăng còn khó hơn nữa, tại vì cái thằng trực thăng nó mình không có lia theo được, cái trống trống nó quay nó vẫn vẫn bị. Mình cũng có thể lia được nhưng mà nó cũng tương đối rất là khó, nhưng mà chụp được, thật ra lần nào Hiền chụp cũng được hết. Mà cái bí quyết là quý vị chụp một chụp hai chục tấm mà được, một tấm mà về có nhiều người họ nản, nhưng mà Hiền là cười nhe răng. Đôi lúc Hiền chụp 100 tấm thì chỉ có hai tấm đẹp, that's all you need, all you need is một tấm đẹp thôi đúng không? You don't need much. Đó là cái expectation của mình. Nhưng mà với điều kiện là phải có tấm đẹp. Không có tấm đẹp thì mình thật sự mình buồn. Đúng không? Nhưng mà thường chụp máy bay nó dễ hơn chụp chim nữa. Chụp chim thì nó còn khó. Chụp máy bay thì tương đối đối hình tương đối khá dễ. Thành ra lần nào mình chụp là cũng có hình tốt hết. Không có chuyện nữa. Với điều kiện là mấy kia nó đừng có che mình nữa. Thành ra mà năm sau mà nếu mà quý vị muốn thì dẫn quý vị xuống Miramar với điều kiện mình phải mua, nhưng mà vé của Miramar nó rẻ, nó chừng 20 đô, 25 đô thôi. Mình lên cái khán đài football nó cao thiệt, kêu đứng đứng phía sau không có ai che mình hết, mấy đứa kia nó ngồi xuống hết. Mà cái này nó có bậc thang lên, mình đứng ở trên là mình cao nhất, sướng lắm. Chụp cái đó là máy bay nó bay ngay đằng trước mặt mình nữa, thành ra cái thằng Huntington Beach nó cũng làm cái điều nó bán mấy trăm đô crazy. Cái tụi Miramar nó bán chừng 20-30 lẻ.
Thành ra mình đi Myanmar có lý hơn. Lần nào mà Hiền đi Myanmar cũng chụp hình đẹp hết, mà mấy cái chỗ khác thì trật ruột. Thêm một cái nữa đó là cái thằng Huntington Beach nó bị một cái là nó ngược nắng. Nếu quý vị không có muốn ngược nắng là quý vị phải mướn một chiếc tàu, hoặc là nếu mà có bạn bạn tốt mà có tàu mình lên tàu đứng bên đó là ánh sáng perfect. Nhưng mà mình đi tìm hoài không có người bạn nào có tàu hết, mình đâu có lên được. Ok, thành ra nếu quý vị mà có bạn mà có boat drive nó để nó chở mình ra, đầu ở ngoài khơi nó chụp. Ok, và cái ánh sáng nó sẽ beautiful. Tại vì ngược nắng thì sao? Ngược nắng thì mình phải dùng exposure compensation. Dùng exposure compensation để mà làm cho những cái máy bay mà nó có màu đen với màu xám nó trắng đủ, và bù lại thì cái bầu trời mình nó sẽ bị washed out. You cannot win, là đường nào dù cũng chết hết. Thành ra mình chụp Huntington Beach đó, ngay cả những cái người expert chụp hình ít thấy hình đẹp từ Huntington Beach. Ok, ví dụ như mình chụp ở Riverside hình đẹp nhiều hơn, tại vì có những cái lúc nó bay cùng với nắng, mình đứng một chỗ thôi nó bay vòng 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 xung quanh, mình có thể chụp được cái lúc mà nó thuận nắng. Ok, chụp ngược nắng là chết. Myanmar cũng hơi ngược nắng nhưng mà đỡ hơn. Anh Hiền, trường hợp mà anh chụp mà máy bay có cánh quạt đó, anh nói slow speed đó, thì cỡ cỡ bao nhiêu anh Hiền? À, thường là cái tốc độ của nó làm sao là mình làm one over cái tốc độ. Thí dụ như nó bay 100 dặm một giờ thì mình để một phần 100 chục là khá lắm. Mình cho mình biết cái speed, à, cái velocity của nó được. Và mình đoán thôi, không cần phải chính xác, đúng không? Nhưng mà nếu mà Du muốn chụp mà cái jet đó, thì tại jet nó bay quá nhanh, mấy cái jet mà của Blue Angel nó bay là 400 dặm một giờ, thì mình để một phần 400 thì được rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị mình để một phần 100 mà chụp chết thì cái background nó đẹp không tưởng tượng được. Có điều khi mà mình chụp mà máy bay biểu diễn thì nó bay quá cao, thành ra quý vị chụp bầu trời thì nó bầu trời mờ hay không mờ gì trước sau gì nó cũng mờ rồi. Thành ra dù chụp chết hay you don't have thì chụp ở low speed. Nhưng mà có một thời đó hiện lên trên Death Valley chụp máy bay nó bay dưới mình luôn á, tức là background là cái ground đó, thì I use 1/100 để mà chụp, hoặc là 1/200 chụp nó bay 400 dặm một giờ thì cái xác suất là 1 out of 10 tùy cái skill của mình. Ok, nhưng mà 1 out of 10 là what I can do. Cái lần đó mà đi chụp với anh Hiệp, với chị Loan, không biết anh Hiệp anh nói thiệt hay là anh nói dở, nhưng mà anh Hiệp nói về chụp không được tấm nào trơn, tại vì ảnh là chuyên môn chụp chụp landscape, anh không có chụp action. Còn Hiền là thời xưa đi chụp chim nhiều, thành ra mình chụp action quen rồi. Nên khi mà mình chụp action quen rồi á, mình improve, giống như là cái liquid fire này nè, dù làm một hồi dù quen rồi dù làm rất là lẹ, rất là dễ, mà người ta nhìn đã không biết là mình sợ. Nhưng mà cái lúc mà mới đầu làm, bị la, trời ơi, bà boss bà la thê thảm luôn, làm ra tấm nào cũng bị phải là trở lại sửa hết trơn. Nhưng mà bây giờ là gần đây là mình sửa là không không bao giờ ba complain, thì cái đó là cái practice right. Ok, như vậy là đủ rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, Hy cho vọng Nina chia sẻ cái này luôn vâng, dạ. là thứ bảy này là có trung thu đó, ai muốn chụp hình trung thu thì ra ngoài Civic Center ở đường Westminster á. Westminster Civic Center là có chụp trung thu, and then My Square Park thì có car show. Ồ, có thấy cái car show chị đăng lên mà chưa có thấy cái And trung thu. then ở Los Angeles thì có photographer and filmmaker. Thiệt hả? Dạ, Wow, lúc exciting ha. 12 giờ đến 5 giờ.
Nina có hình như có bỏ Dạ, đúng thứ không? bảy nay Hiền kẹt rồi. Thật ra mấy tuần nay, tuần vừa rồi cũng vậy. Hiền phải Dạ, giúp nhiều thằng, event. thằng con mình nó mới về lại. Nó ở Boston, bây giờ nó mới về lại LA. Nó mới có job LA, nó dọn lên đó, mình mới lên, mình phụ nó Dạ. tùm lum. Thành ra mấy tuần này bận quá trời Dạ. quá đất. Mình phải khiêng đồ cho nó, rồi cũng là gần gần gãy xương rồi, đi không nổi luôn. Mà ở trên Los Angeles không có chỗ đậu xe nữa, thê thảm luôn. Phải đậu xa, khiêng mấy cái thùng nặng, muốn xỉu luôn. Mà thôi, mình không có complain nhiều. Thành ra thứ bảy này Hiền cũng kẹt. Chủ nhật thì maybe mình, Dạ. nếu mà Hiền không, Hiền Dạ hy thôi mà vọng là không thứ có nhiều bảy người này đi thì thôi, nó nếu tuần xong. nay đi anh Hiền. Dạ, tại Hy không có vọng là tuần thứ này. bảy này Hiền sẽ move xong. Nhưng Dạ. mà thành ra chủ nhật đi được, nhưng mà chưa có chắc nha. Dạ. Tại vì không, hình như không có ai đi hết ngoài còn mình đi nè. Không biết sao 6 giờ là sao ra sớm nhiều ta. No, đừng ra sớm. Tại vì ra sớm Thấy là là đề ghi 6 giờ cái Nina cũng ngoài. cái đó là không biết ai ghi á. No, ra Dạ. sớm chỉ để dành chỗ thôi, nhưng mà why? Dạ. Ok, mình nếu mà mình mà không có cần dành chỗ nhiều đó, mà khổ một cái đó là người ta đông quá và ai cũng đứng, không có trật tự gì hết. Ok, Dạ. chỉ có một cái cách duy nhất là vô phải phải lội xuống nước, không có ai dám lội xuống nước, thì lúc đó đằng trước vô mới clear thôi. Còn ngoài ra là cái Hiền đi Huntington Beach 2 lần, sau đó là Hiền không có đi nữa. Bao nhiêu năm nay Hiền không có đi Huntington Beach, sẽ tẩy chay Huntington Beach. Không phải là tại nó tệ, nhưng mà tại vì cái condition mình đứng không được, người ta che mình hết. Dạ. Chụp mà cái lần mà không có bị gì hết á, tức là mình đứng trên pier, nhưng mà bây giờ pier nó cũng lắc luôn. Mình phải mua vé thành ra. Mà cái kỳ mình ở trên pier đó, mình tới hơi trễ một chút, mình không có giành được cái chỗ mình đứng sát ở ngoài. Thành ra mình vẫn đứng trên pier mà vẫn bị người ta đứng xung quanh, nó chụp không được. Chụp lìa máy đùng một cái thằng kia suýt nữa bị nó đánh. Ui. Thành ra it's not worth it. Mình mới xin lỗi nó quá trời mà nó nổi sung lên. Thành ra thôi, lúc đó sau đó là mình chỉ đi về, nó không có dám chụp nữa. Ok, vậy thôi ha. Dạ, rồi cảm ơn anh Hiền. Vâng, Rồi, cảm ơn cảm ơn anh Hiền Hiền. và tất cả mọi người. Hy vọng là Dạ. quý vị đã biết cách xài rồi. Ok, rồi. Dạ, Cảm ơn. trời. Dạ, Chào trời. Hiền. Chào anh Đạt. Sorry anh Dạ. Đạt, là tính get together với anh mà mấy tuần này Hiền bận dọn nhà. Vâng, để sau khi tôi đi Việt Nam về anh ơi. Vậy hả anh đi sắp Dạ. đi Việt Nam ha? Ồ, như vậy Tôi gần đi tốt quá. rồi, tôi gần đi Việt Nam, tôi đi 1 tháng rồi tôi về, Wow. tôi có nói với cô Thư rồi đó. Yeah. Vâng, vậy thì để sau khi Việt Nam tôi đi về rồi tôi liên lạc nha anh. Vâng, xin lỗi anh rất là nhiều Vâng, nha. không có chi anh, rồi mình gặp sau anh. Vâng, Chào anh. ok. Thôi xin Vâng. chào mọi người nha. Hiện sẽ Dạ, bye anh. sign off. Bye bye Huy. Bye bye chị Nina, Dạ, anh Đạt, bye anh Hiền. anh Lộc và everybody else. Chị Mai, chị Ly. Vâng, cảm ơn rất là nhiều nha.